Rồi, em chào cả nhà mình nha. Hôm nay em live theo buổi trưa nha mấy chị. Ai đang theo dõi live chấm like giùm em nha. Rồi, hello Cẩm Tiên. Ngủ chưa à? Rồi, chấm like tim lên nha mấy chị ơi. Em lên cho mấy chị mẫu bộ bài ba nút thắt trơn trước nha. Mẫu này em có size cho mình từ 1 tới 6 là 43kg tới 75kg thì chiều cao giùm em ha. Rồi, màu em đang mặc là màu đen. Chị nào thích màu đen thì lên giùm em màu đen kèm với cái size. Đen em đang mặc là em còn size cho mình từ 1 tới 5, hết size thứ 6 nha. Dạ đúng rồi, nay em like thêm buổi trưa nha chị. Ôi, nó không có hiện thông báo ra. Chuẩn bị ngủ. Đi ngủ đi. Em chào chị Nguyễn Ngọc Thanh. Rồi chấm like đi mấy chị. Nay lâu rồi không like trưa, nay lo lại trưa chứ nhiều chị không biết à. Bộ em mặc có giá 150 nha mấy chị, màu đang mặc là màu đen ha. Quần ống rộng xéo á. Rồi xem like chấm like lên giùm em nha. Rồi chị nào thích màu đen lên nhà em là đen, em có size cho mình từ 1 tới 5 nha. Bộ đen kèm size 1 2 3 4 5. Rồi lên cho em màu này là màu cam tươi nha mấy chị. Màu cam này là cam tươi ha. Rồi cam tươi là em còn cho mình là size từ 2 cho tới 6. Màu cam tươi mấy chị ơi. Chị Trâm Hoàng nhận áo đỏ rồi. Ok chị Trâm Hoàng nha. Rồi chấm hai tim lên đi mấy chị. Màu em mặc là đen nha chị nha. Rồi ai thích màu này mấy chị lên giùm em là màu cam tươi nha. Cam tươi em còn từ size số 2 tới size số 6 mấy chị. Bộ em đăng lên là 150.000 một bộ ha. Một bộ ship 25, hai bộ thì miễn ship. Rồi chị nào thích màu này lên giùm em là màu cam tươi, em còn size số 2 cho tới size số 6 màu cam tươi. Rồi lên cho em bộ tím Huế luôn nha. Bộ tím Huế em còn bộ tím Huế còn từ size 1 tới size 5 mấy chị. Rồi ai chốt tím Huế là như em màu tím Huế size 1 cho tới size 5. Đúng rồi, nãy em like thêm buổi trưa nghe mấy chị ha. Chị Kim Mẫn. Chị Kim Mẫn cho em cái chiều cao cân nặng đi ha. Cho em chiều cao cân nặng em coi thử chị mặc size nào vừa nha. Rồi bộ này là như em bộ tím Huế nha mấy chị. Màu tím Huế em còn từ size 1 tới size 5. Nguyễn Kim Mẫn ơi, lên giùm em cái chiều cao cân nặng đi nha chị. Đen 75kg, chị cao nhiêu vậy chị Ribo? 75kg em có size nhưng mà màu đen em hết size 75kg rồi. Rồi em lên cho mình màu tím 75kg, em còn màu khác chị, màu đen hết size số 6, chị mặc được cho em size số 6. Số 6 em còn màu xanh đen được không? Số 6 còn xanh đen được không chị? Em lên màu xanh đen. Bộ em mặc là bộ bà ba nút thắt trơn nha mấy chị ơi, bộ bà ba nút thắt trơn nha. Rồi đây, màu xanh đen là em còn đủ size từ 1 tới 6 nè. Số lưng là đồ bà ba không à chị, đâu có nào áo dài đâu chị. Bà ba không á.
Rồi bộ này lên giùm em là màu xanh đen, em có size cho chị là từ 1 tới 6 nha. Chị Bích Trương hồi hôm có một bộ mẫu em mặc màu xám, size số 6 đúng không chị Bích Trương? Rồi đây ha. Chị ơi thiêu bông mẫu này không có, thiêu bông mẫu này em chỉ lên trơn thôi. Còn thiêu bông là em có bộ và ba nguyên nguyên bộ này mà nó thiêu bông đó chị nè. 1m58 60 kg mà eo có bụng nhiều, eo 84 thì mặc cho em size số 4. À, cái đó em còn nghe chị Kim Mẫn, mẫu đó là áo 100 quần 70. Đó, bộ ba thiêu bông đây nè chị nè, em có cái mẫu này. Như cái bộ màu xanh này ha, là đó thiêu bông, còn mẫu em mặc là nút thắt trơn. Vậy là gửi hàng luôn ha chị Bích Trương, ok chị nha. Rồi chị nào chốt bộ xanh đen cho em, bộ xanh đen. Bộ xanh này là 170 nha chị, còn bộ trơn em mặc là 150 nha. Rồi chốt xanh đen là gì em? Xanh đen cái mẫu này là quần có 2 túi. Xanh đen em còn từ size số 1 tới size số 6. Ok chị Bích Trương. Rồi chốt xanh đen, mã xanh đen giùm em luôn ha. Size 1 2 3 4 5 6. Em lên cho mấy chị cái màu tím Huế nha. Xanh đen 1 2 3 4 5 6. Rồi đây tím Huế nè. Tím Huế thì em còn từ size 1 tới size 5. Và bông đỏ là cái mẫu cũ em chỉ đăng lại thôi, chứ mẫu đó từ hồi năm ngoái rồi chị Út Hạnh. Mát nhé chị là sao vậy chị Phạm Lễ? Mát là sao? Ý là thun mặt phải mát á hả? Hay gì? Rồi bộ em đang lên là 150, một bộ ship 25, hai bộ miễn ship nha mấy chị ha. Rồi chị nào thích màu này lên giùm em là màu tím Huế. Tím Huế em cho có sao cho mấy chị từ 1 tới 5 nha. Chất thun co giãn nha mấy chị. Bộ đó em không có màu cam đâu chị Phạm Lệ. Rồi chị lấy một cái áo đỏ cam quần trắng thôi chị Kim Mẫn. Cái áo đỏ cam quần trắng trên canh là đây cái mẫu này nè, là 100 ngàn một áo quần 70. Rồi chị Kim Ngẩn chốt lên số alo giùm em nha. Kim Mẫn chốt lên cho em số. Đây nha chị, áo này là áo lẻ mình phối với quần đen quần trắng nha. Rồi chị Kim Mẫn chốt lên giùm em là đỏ cam size số 4 kèm số alo giùm em. À, bộ xanh đen size 4 là em chốt với chị Trần Kim Yến. Kim Mẫn lên số cho em nha. Xanh đen 4 cho Trần Kim Yến. Chị Kim Yến ơi, mẫu này size số 4 là cho mình là 58 cho đến 63 kg nha chị Kim Yến. Chào chị Hồng nha, chị nhận áo rồi đẹp lắm, cảm ơn chị Hồng. Rồi chị nào chốt bộ mặc là lên giùm em là bộ tím Huế, là em chốt cho chị Kim Mẫn là một quần trắng một áo đỏ cam size số 4. Một quần trắng một áo đỏ cam size 4 cho chị Nguyễn Kim Mẫn. Bộ tím em mặc 75 kg hết rồi chị, tím 75 kg em còn một tím môn, màu tím môn được không chị Ngọc Hoa, màu em mặc là màu tím Huế. Gọi rồi đó chị Hương Nguyễn. Ồ chị Hương Nguyễn ơi, cái đơn chị Hương Nguyễn là hôm chị Hương Nguyễn đặt cái gì ha? À, đây nè, ba cái áo trơn của chị Hương Nguyễn hồi sáng mấy bạn gọi thì mấy bạn nói là chị nói chị đi du lịch ở đâu á, chị không có nhận hàng được nên xả đơn đi phải không? Phải chị không? Ba cái áo trơn của Hương Nguyễn size số 1 nè. Hồi sáng mấy đứa nó gọi mà nó kêu là chị nói gì đi du lịch đến đâu á, không có nhận được hàng nên xả ra đi á, nó quăng ra đây nè. Bộ em mặc là 150 đi chị ha, bộ em mặc là 150. Gọi cái số mình cho ở trong cái số này nè chị. À, số cuối là 8788 á chị Hương Nguyễn ơi, phải số chị không? Nè, ba cái áo em còn vậy hả chị? Ủa vậy nó gọi sao mà nó kêu em hỏi, ủa sao ba cái áo này quăng ra vậy, nó kêu gọi chị nói chỉ đi du lịch rồi nên là chị không có nhận hàng được, chị kêu ủa sao mới đặt hàng là tối mà sáng nay đi du lịch kỳ vậy. Đúng rồi chị, số đúng rồi, 828788 đúng rồi nè. Vậy để em chiều cho mấy đứa gọi lại nha, chiều cho mấy đứa gọi lại chị nha, biết cứ gọi nhầm số cho ai không biết. Rồi em lên màu tím môn đây nè chị Ngọc, Ngọc Hoa là chị 75 kg mà chị cao bao nhiêu vậy chị ơi?
Chị Ngọc Hoa ơi, chị 75kg mà chị cao bao nhiêu? Áo bà ba đẹp quá, cảm ơn chị. Bộ màu nâu. Cái màu này không phải màu nâu đâu chị, nó là màu vàng đồng á. Rồi ok chị Ngọc Hoa nha, em lên cái màu tím môn này. Màu tím môn cũng sang lắm. Rồi tím Huế em đang mặc là em còn size 1 tới size 5 nha. Tím Huế đang mặc em còn từ 1 tới 5 đó chị. Chấm like tim tim đi mọi người, tim 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 chia sẻ like đi. Tại là lâu lắm rồi em không có like buổi trưa nên là ít có chị biết á. Rồi lên em màu tím môn nha. 54kg cho em cái chiều cao đi chị Tiêu em ơi. Cho em thêm cái chiều cao nha. Rồi đây màu này là màu tím môn nè. Rồi 54kg 1m50. Nếu mà nhỏ tuổi á chị, còn gọn người á thì mặc giùm em size số 2 là ôm. Còn nếu mà lớn tuổi có bụng nhiều thì lấy cho em size số 3 nha. Rồi lên giùm em màu tím môn. Tím môn em còn đủ size cho mấy chị từ 1 cho tới 6. Chốt tím môn cho em là tím môn. Là sao chị của cúng rồi? Là sao em không hiểu? Rồi tím môn size số 6 em chốt cho chị Nguyễn Thị 10. Bộ em mặc là 150. Rồi chiều mấy bạn ra làm đầu giờ chiều nha chị Hương Nguyễn. Đầu giờ chiều có người gọi lại cho chị nha. Tầm chừng 1 giờ mấy. Rồi chị Nguyễn Thị 10 một bộ tím môn size số 6. Chị Hiền Châu. Hiền Châu mua hàng đừng có chê tới chê lui giùm em nữa nha. Chê là em nổi quạo quá. Em không bán đâu đó. Rồi một bộ tím môn số 3, một bộ số 5 chị Hiền Châu. Bộ mặc lên nhà em ở tím môn với chị. Tím môn size 3. Rồi tím môn size 3, size 5 em chốt cho chị Hiền Châu. Bộ mặc 150 một bộ là ship 25, còn hai bộ miễn ship. Chị Hoa Lê có thấy cuộc gọi dở không? Trời ơi, gọi từ ngày hôm qua tới giờ xả đơn quá chừng không mấy chị. Hai like mà xả ra gần 100 áo mấy chị nghĩ một like bán được bao nhiêu à? Hai like xả ra hết 100 áo không nghe mấy. À không phải, cái này không phải ship, cái này là gọi cho khách mà chưa nghe máy á chị, chưa nghe máy để chốt đơn á, chứ không phải là hàng đi rồi mà hết không nghe máy. Rồi chị Hiền Châu hai bộ. Bộ 150 nha chị yêu anh ơi. Yêu em ơi. Giờ tím môn 6 em chốt cho chị shop Rebor. Shop Rebor. Rồi các vi bo có đơn nha. Chị Trang Phương. Một bộ gì chị Trang Phương ơi, bộ gì? Sáng ba ở đây em thấy không thấy không còn bộ nào luôn á chị. Không biết nó có bị sót ở đường nào không? Hay là chị lấy số 4 được không? Chị Bích Trương có rộng eo xíu chị bóp lại được không? Xám số 4 không còn được một bộ. Cái màu xám nó đẹp, màu xám nó đẹp lắm chị Bích Trương. Dạ hết tím Huế rồi chị. Chị Ngọc Hoa, chị Trang Phương ơi, chị lấy bộ màu gì? À, áo trắng quần đen trên canh hay gì chị Trang Phương? Quần đen áo trắng hả chị? Quần đen áo trắng đúng không? Đúng thì ok thì em lấy cho nha. Rồi tím môn ba chốt cho chị Lê Thị Thảo. Rồi anh chốt tím môn nữa, lên tím môn giùm em nha. Xe 3 chị. À, đúng rồi, vải 5D là vải khác nè. Rồi em lên cho chị một bộ màu xám trắng nè. Rồi bộ này chốt mã xám trắng giùm em nha. Xám trắng em còn size 1, 2, 4, 5, 6. Xám trắng, cái màu xám này nó sang cực kỳ đúng. Chị nhìn màu xám nè. Màu xám trắng cho em nha. Áo trắng đằng sau với quần trắng. Rồi ok chị Trang Phương. Một áo trắng size 3, một quần trắng.
cho chị Trang Phương. Dạ em lấy cho mình bộ xám số 4 nha chị Bích Trương. Ok chị. Giận chưa? Giận chứ sao không giận. Tính em vậy đó. Bộ màu xanh 170 nha chị Yến Nhi. Bộ màu xanh 170. Rồi đây cái bộ này mấy chị chốt lên cho em mã xám trắng. Xám trắng em còn size 1, 2. Số 4 chốt chị Bích Trương luôn ha. Là em hết 4. Vậy là cái màu xám trắng đang mặc là em còn size 1, size 2, size 5 và size 6 mấy chị. Màu xám trắng giùm em, size 1, 2, 5, 6. Cái mẫu này, cái màu này chị đi chùa là đảm bảo với chị là đẹp luôn. Đẹp mà sang nữa. Nó xám xám, nó trắng trắng chứ không phải là một cái xám, xám đen nha. Rồi cho chị Bích Trương một bộ nữa là hai bộ trên đơn luôn. Xám trắng 6, cho chị shop River, shop River. Một là bộ em mặc là 150 nha chị Thi Phạm. Cái bộ xanh này chị mặc vừa cho em size số 2 nha Yến Nhi. Bộ này em còn size 2 nè, để mặc lên cho mình coi. Rồi xám trắng 6 cho chị Thi Bo. Ok chị Bích Phương, chào chị Hồng Nguyễn nha. Ở nhà ơi chấm like, thả tim, chia sẻ like cho em với. Chị Trang Phương là em lấy chị áo trắng số 3 luôn đó chị. Bộ đó là em lấy cho chị áo trắng số 3, quần trắng số 3. Rồi Ken Ken là mẫu này mặc cho em size số 4. Vừa cho chị Ngọc Thơ. Bộ này Ngọc Thơ mua cho em size số 2 nha. Em lấy mình size số 3, một áo trắng quần trắng rồi đó chị Trang Phương ơi. Rồi em lên cho mấy chị cái tông màu này. Cái bộ này nè. Em lên màu này nha. Bộ này mấy chị chốt lên cho em là màu vàng đồng giùm em. Màu vàng đồng. Đúng rồi chị, số 3 vừa rồi đó. Là ôm luôn á chị. 60kg/6 là cái mẫu đó, canh số 3 cho mình là ôm. Rồi ok Yến Nhi nha. Một bộ 60kg cao bao nhiêu là màu gì chị Thư Phạm ơi. Lên cái màu kèm chiều cao giùm em. Em chào chị Liễu Trần. Vậy Ngọc Thơ chốt bộ này đúng không chị Ngọc Thơ. Rồi một chấm xám trắng số 2 chị Ngọc Thơ. Xám trắng số 2. Rồi xám trắng số 2 còn bộ em chốt cho chị Ngọc Thơ. Vậy là xám trắng bây giờ em còn size 1 và size 5 thôi mấy chị. Xám trắng thì còn size 1 với size 5 thôi. Chiều mấy bạn gọi lại nha chị Hoa Lê. Chiều mấy bạn gọi lại nha. Rồi em mặc cái bộ xanh cho mình nè. Bộ xanh. Bộ này 170 nha chị. Rồi chị là chốt bộ xanh thiêu hoa. Lên giùm em là bộ xanh thiêu hoa. Em chào chị Võ Én nha. Bộ xanh thiêu hoa em còn size 1, size 2 và size 4. Bộ này 170 giùm em nha. Màu em đang mặc là màu xám trắng mà 60kg cao bao nhiêu chị? Ok chị Trang Phượng. Rồi bộ này chị nào chốt lên cho em bộ xanh thiêu hoa giùm em ha. Xanh thiêu hoa em còn size 124. Đây nha Yến Nhi. Đó cái mẫu nó như vậy nha. Thiêu hoa ở trên áo là thiêu hoa ở miền lai luôn, ở miền tay áo luôn, ở trước ở đằng sau gì luôn. Là 170. Rồi chốt là cho em bộ xanh lá em còn size bộ xanh thiêu hoa em còn size 124. Xanh thiêu hoa size 124. Thư Phạm ơi 60kg cao nhiêu chị ơi, cho em thêm cái chiều cao đi. Kèm số alo lên nha chị. Rồi chốt màu xanh lá xanh thiêu hoa lên cho em ở xanh thiêu hoa. Lên tiếp cho mấy chị cái bộ này. Rồi chị nào chốt bộ vàng đồng nữa. Bộ vàng đồng em size từ số 1 đến 6. Hello Diện nha. Không chị Hồng Cẩm. Quần trắng này có một loại là ống ống rộng thôi chị. Rồi cái bộ xám chị Thư Phạm mặc cho em size 4 nha. Thư Phạm cho em số điện thoại đi là có đơn nha chị. Lên cho em bộ này là màu vàng đồng giùm em. Nó dùng màu đồng quá mấy chị, đẹp không? Những cái bông này mấy chị mặc đi chùa được nè. Rồi chị nào chốt màu đồng lên cho em màu đồng cả nha. Màu đồng giùm em nha, màu vàng đồng.
Thư Phạm lên số điện thoại cho em đi chị. Quần có túi không? Mẫu này quần có hai túi luôn nha chị nha. Mẫu em mặc quần có hai túi luôn, rất là tiện. Cái chị bọc cái gì xíu nhẹ 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 là mấy chị bọc được. Rồi chị là chốt vàng đồng, lên vàng đồng cho em. Thư Phạm ơi, chốt lên cho em số alo đi. Chị Ken Ken ơi, mẫu đó màu trắng em hết size số 4 rồi chị Ken Ken. Màu trắng mẫu đó giờ em còn hình như hết luôn á. Còn được size số 1 với size số 2 như gì á. Hết size số 4 luôn rồi chị. Nếu mà còn thì em mặc cho chị coi mà hết luôn. Trắng còn được cái số 3 mới chốt chị Trang Phương là em hết luôn. Rồi chị nào chốt bộ này lên thì em mở vàng đồng với chị. Vàng đồng 6 em chốt cho chị 10. Em chào chị Tiết Ngọc. Bộ này 150 chị Trung Phương ơi. Xanh lá cao 1m7 60kg. Chị Lan ơi, 1m7 mặc hơi ngắn nha chị Lan. Ờ cái màu trắng mình mặc giờ em còn trắng trơn được không? Nếu mà chị chịu trắng trơn em lên cho chị nguyên bộ này nó đẹp lắm luôn nha. Nếu mà chị chịu trắng trơn á thì em lên cho chị cái bộ trắng trơn rất là đẹp. Rồi Thư Phạm. Thư Phạm em dốt chị Thư Phạm là một cái bộ màu xám trắng size 4 nha. Bộ em mặc lên cho em mã vàng đồng chị. Hello Tiết Ngọc nha. Xanh lá số 4 hổng hiu. Chị ơi, số 4 hổng thiêu là mẫu như em mặc nè. 150 chị có ok không? Có ok bộ này thì em lấy cho nha. Xanh lá đó, nhưng mà cái tông nó gần qua xanh riêu rồi đó mấy chị đó. Gần qua xanh riêu rồi ha. Tông lá nó đậm, sang lắm. Cái màu này rất là sang. Nè, em lấy cho chị bộ này nè, chị ok không? Xanh lá hổng thiêu là em chỉ có bộ này là 150. Rồi em hối cho chị Ken Ken bộ này ok là chị chốt nha. Hối cho chị Ken Ken bộ này là đẹp nhất nhối luôn. Rồi ok chị Đinh Mai cho em số thì chị Đinh Mai. Dạ hôm nay live thêm buổi trưa chị Trung Khương ơi. Chắc từ giờ là bữa nay em sẽ live thêm cho mấy chị một ca trưa nữa. Ca tối là cố định là 7:30 là trở đi tới 11:30 là không nói nữa thôi. Bữa nay em sẽ live thêm cho mấy chị ca trưa là 12 giờ tới tầm 3:30 gì đó ha. Nói chung là tùy số lượng người xem nữa. Bộ mặc vải thun nha chị Nguyễn Hương. Rồi em chốt cho chị Đinh Mai là một bộ xanh lá không thiêu size số 4. Rồi cái bộ như này nè. Chị Ken Ken có thích mặc quần rộng không chị? Nếu không thích mặc quần rộng á thì em lấy cho chị quần suông thôi. Còn quần em đang mặc là quần váy nha. Quần váy lên nó sang nhưng mà điều mình đi nó hơi lít phết. Nếu mình không quen thì mình lấy cho em là quần ống rộng. Bộ mới thay ra là nó có 10 màu nha chị Nguyễn Hương nha. Rồi nguyên bộ trắng này chị chịu không? Đó. Nếu mà thích cái quần ống nhỏ thì em lấy quần ống nhỏ hơn. Còn quần em mặc là quần ống váy. Quần ống ống rộng là 70, còn quần ống váy thì em mặc là 85.000 một quần. Rồi áo trắng em đang mặc là áo trắng trơn. Áo trắng trơn là 75.000 một áo. Đó, áo trắng trơn là 75.000 một áo nha. Nguyên cái dáng của mình chị. Rất là đẹp luôn á. Quần em mặc là quần ống giả váy nha mấy chị, nó xòe dữ lắm. Không. Được. Cái bộ của chị Linh Mai là quần ống nhỏ thôi chị, quần ống rộng á. Còn bộ em đang mặc lại này em tự phối quần váy nó nè, ống như cái váy luôn á. Rồi xanh lá 4 chị Linh Mai, còn cái quần của chị, cái bộ của chị Linh Mai chốt là ống bình thường thôi. Bộ trắng đẹp nhất nhối em mới nói là bộ em đang mặc nè. Em thấy em thấy đẹp mà không biết mấy chị mặc lên mấy chị có thấy đẹp không chứ em thấy đẹp. Kiểu này nè. Đẹp lắm luôn á. Rồi ok Ken Ken là em lấy chị bộ số 4 chị lên số điện thoại giùm em đi ha. Lên cho em số nha. Vân Hồng.
một bộ trắng quần váy. Rồi chị Vân Hồng bao nhiêu ký lên giùm em, cái chiều cao nặng lấy size luôn nha. Làm lấy chị Hương Nguyễn, bộ này size 1 ha chị Hương Nguyễn. Còn đúng bộ size 1 em đang mặc luôn đó. Rồi chị Ken Ken là một bộ trắng áo quần váy luôn ha chị. Quần quần y chang em mặc luôn đúng không? Hay là quần nhỏ hơn? Dạ đúng rồi, đem lay chưa nha chị Lê Thanh. Dạ 80 kg là bên em không có size rồi chị. Đang mặc quần ống ống nhỏ, là quần ống 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 vừa ấy chị, ống ống gọi là ống rộng, còn ống thì mặc là ống váy nha. Là chị Bích Hằng cho em chiều cao cân nặng đi. Rồi chị Ken Ken là một áo số 4. Nếu một cái quần váy số 4 thôi là mình bỏ. Rồi bỏ mặc size 1 đi chị Hương Nguyễn ha. Rồi Ken Ken đi. Chị Vân Hồng lên giùm em chiều cao nặng lấy size nha. Mẫu em đang mặc là áo 75, quần váy em mặc là 85 một quần, còn chị nào mà lấy quần ống nhỏ hơn là 70 một quần nha. Chị Trang Phương ơi, nếu mà chị lấy quần váy thì cái màu trắng áo kia phối nó không hợp, tại cái màu trắng kia là cái áo nó là màu trắng tinh, còn cái quần váy là cái màu trắng nó màu trắng kem, nếu mà chị phối với áo kia là không hợp. Nếu chị lấy luôn cái áo này nó mới hợp nha. Chị Lê Dung cho chị bộ số 4 màu cao khô. Chị ơi cái màu này em kêu là vàng đồng á, không phải màu cao khô nha, nó cũng tựa tựa vậy đó. Nhưng mà em kêu cái tên gọi nó là cao khô lại phải, chị lấy bộ này không? Phải chị nói phải giùm em nha. Phải thì chị ok lên số alo giùm em nha. Đây, bộ này em kêu là màu vàng đồng. Rồi chị Lê Dung ok rồi lên số giùm em nha. Cảm ơn chị Ngọc Bích. Cô Thùy Linh ơi, bộ đó con nói là quần ống suông mà cô. Quần đen lụa là ống rộng mà cô. Còn cái bộ con mặc là quần ống váy đó. Cô thích một quần bự như này thì cô lấy ống váy. Còn cái mẫu nguyên bộ con lấy cho cô là nó quần ống rộng với quần ống suông mà. Áo lẻ chị Mỹ Hằng, mình muốn lấy quần cũng được, mình muốn lấy áo không cũng được nha. 75 kg em có size số 6 nha chị Thanh. Rồi Lê Dung ơi, Lê Dung cho em số với. Rồi em chốt chị Lệ vô Lê Dung là một bộ. Bộ này ha, size số 4, màu vàng đồng size 4 cho chị Lê Dung. Vàng đồng 4 cho chị Lê Dung. Đơn chị Quang Cương. Không biết nữa, để chút mấy đứa nam hỏi gói chưa. Chị cứ lựa đi. Nếu mà chưa gói thì em dồn vô cho nha. Rồi bữa nay em like thêm ca ngày nữa chị Hương Mai. Ủa chị Thi Thi hồi hôm không có lấy áo trắng hả ta? Trắng 4 nha chị Thi Thi. Ủa chị Thi Thi hồi hôm không có lấy màu trắng hả? Em nhớ chị có lấy nhiều nữa. Rồi nếu mà bộ này thì em lấy trường phượng là chị Trang Phương là size số 4 nha chị. Bộ này chị mặc số 4 với chị nha. Rồi một trắng 4 nha chị Trang Phương. Trắng 4, rồi hết trắng 4 luôn rồi chị ơi. Cái mẫu này mấy chị biết sao, mình mặc lên nó sang chứ không có sớm. Cái bộ này mặc lên nó sang lắm nha. Mà đặc biệt là mình gọi là hắc dáng ok luôn á. Mang dép cao lên cho em, em có 1m55 thôi đó. Nha, em có 1m55 thôi. Giờ mang đôi dép lên nó nhìn như 1m7 thôi. Nhìn như 1m7, hơi bị nghiền. Không có cười xỉu đâu chị Ken Ken, đảm bảo chị là sang đẹp luôn. Ok chị Thi Thi nha, em nói với đứa dồn. Một bộ trắng quần trắng, chị ơi chị bà cho em cái chiều cao cân nặng nha. Em đang mặc là size số 1 nha cô. Em 44 kg, 1m55 đang mặc là size số 1. Cao ngày khỏe hơn, không ngày em like mà đêm em vẫn like. Đêm vẫn like nha. Rồi chị Bích Hằng là mặc cho em size số 4 nha chị Bích Hằng ơi. Rồi còn ai chốt mẫu này nữa không em qua. Áo trắng thiêu là bây giờ em còn được size 1 với size 3 nha chị. Mẫu này là áo 100. Mẫu này là áo 100 quần 70 giùm em nha. Cái trắng này em chốt cho chị Trang Phương. Chị gì? Hương Nguyễn.
áo treo thứ hai nó là màu hồng, màu đỏ cam chị. Nè chị Trang Phương thấy không, cái trắng này là trắng tinh nên là mình phối lên cái quần váy này nó sẽ không hợp, cái quần em mặc là trắng kem, mình phối áo trắng kem mới đẹp. Rồi áo trắng trên canh phối với quần đen này chị. Thì cái này là em còn size 1 với size 3 thôi nha. Chị Nguyễn Hương mặc cho em size 3 nha chị. Nguyễn Hương mặc cho em size số 3. Nè áo trắng có thiêu hoa là 100.000 một áo giùm em ha. Rồi trắng này em còn cho mình là size 1. Size 123. Size 123. Rồi chốt áo trắng thì mặc lên nhà em là trắng thiêu size 123 giùm em. Trắng thiêu size 123 nha. Rồi em like tiếp. Gửi thêm một áo trắng tinh này nữa. Vậy là một bộ với áo trắng tinh này hay ok chị Trang Phương. Bữa trước chị có lấy một cái quần trắng rồi đó, là chị phối cái áo này được. Chị thêm áo trơn màu tím với màu xanh size số 6. Chị Thanh hồi tối qua có đơn hay gì chị Thanh ơi? Chị Thanh tối qua có đơn hay thì sao chị? Rồi em lên tiếp cho mình nè cái bộ này. Chị nào chốt bộ này lên giùm em là bộ xanh riêu. Hồng Nguyễn áo đó mặc cho em được size số 2 nha. Rồi áo trắng thiêu hết luôn chị Hương Huỳnh. Áo trắng thiêu size 60kg em hết luôn chị. Còn 1 với 2 của em. Rồi áo trắng thiêu em còn 1 với 2 rồi cả nhà ơi. Nguyên bộ hả chị Ngọc Mai, nguyên bộ. Đây nè em có mẫu nguyên bộ nè. Nay chị mới có đơn. Vậy thì bây giờ, ý là bây giờ chị mới đặt đúng không? Rồi chị Thanh lên số alo giùm em ha. Chị Thanh lên số alo giùm em nha. Bộ này chị lên cho em là bộ xanh riêu. Em còn từ size số 1 cho tới size số 6. Bộ em đang mặc là 150 nha. Rồi bộ này 150. Rồi chốt lên cho em mã xanh riêu size 1, 2, 3, 4, 5, 6 nha chị. Áo trắng em hết rồi chị Hương Huỳnh. Mẫu nào cũng là vải thun hết nha chị Mỹ Hằng nha. Rồi chị Thanh cho em số đi. 74kg bộ này mặc cho em size số 6 vừa nha chị. Chị Bích Thủy. Chị nhận đồ đẹp lắm nhưng chị mua số 3 hơi chậm. Mua lại số 4. Mình bao nhiêu ký cao nhiêu vậy chị Bích Thủy ơi? Bộ em mặc 150 nha, màu xanh riêu, một cái tông riêu này nó riêu sáng chứ không phải là cái màu riêu xám riêu tối nha. Rồi chị Thanh là chị lấy một áo tím với một áo xanh size số 6, là em lấy chị hai áo trơn nha chị. Tím một xanh size số 6. Một tím gà. Chị ơi xanh em lấy chị áo xanh bơ được không? Em lấy chị hai của cái này xanh hơn. Em lấy chị hai áo này trơn size số 6 là 75.000 một áo được không chị Thanh ơi? Được thì chị nói ok thì em đi chốt nha. Áo trơn còn nhiều màu lắm đó chị Phạm Huệ. Có màu vàng đồng thôi chị Ngọc Mai, vàng đồng hoặc là màu cam tươi thôi chứ không có bộ màu vàng chị. Màu vàng mà vàng đồng một tí bộ em đang treo đây nè. Riêu 1m6 60kg mặc cho em số 4 nha chị Phạm Huệ ơi. Bộ em mặc có 10 màu chị Trinh Nguyễn. À, cái này là quần ống rộng nha chị Nhung. Bộ em đang mặc là quần ống rộng nha. Quần ống rộng có 2 túi. Có bộ đỏ, có bộ màu cam nha cô. Xanh riêu 4 lại bộ này hồi nãy em chốt chị Đinh Mai rồi nè. Chị Nguyên Hương một bộ xanh riêu. Bao nhiêu ký ha? Chị Nguyên Hương lên giùm em cái chiều cao cân nặng đi chị Nguyên Hương ơi. Bộ em mặc 150 như chị Thánh Hình. Rồi chị Thanh ơi em chốt chị hai áo này, một cái tím cam, một cái xanh bơ được không chị? Được thì chị ok giùm em nha. Rồi bộ xanh riêu 5 em chốt cho chị Nhung. Phạm Huệ ơi, chị có chốt bộ em mặc không? Một áo tím cà size 4 cho chị Linh Mai. Rồi tím cà 4 chốt cho chị Linh Mai. Cái này là áo lẻ mình phối lên với quần đen hoặc quần trắng nha. Xanh riêu hả chị? Xanh riêu em không còn áo size 6.
sơ riêng không còn áo sơ sáo nữa. Chị Hoàng Yến ơi, 80kg là em không có sai rồi. Trứng cà không còn C1 đâu chị Quang Trương. Trứng cà C1 rồi, tối ai chốt còn cá ai chốt nữa rồi đó. Bộ xanh riêu 4 chị Thanh Hoa cho em số nha chị Thanh Hoa ơi. Áo trắng thiếu số 3 em hết. Áo trắng em còn 1 với 2 chị Xuân Phạm. Rồi chị Thanh Hoa chốt bộ xanh riêu size 4 lên giùm em số alo nha. Cho em số. Đây màu cam nè, cam này là cam tươi nha chị Coco. Rồi chị này chốt bộ cam. Còn màu xanh bơ đẹp lắm, để em mặc xanh bơ lên chị chịu, chị lấy xanh bơ với lại xanh ngọc nha chị. Số 6 còn xanh bơ với xanh ngọc. Đợi em chút xíu. Rồi chị nào chốt bộ cam tươi lên nhà em, bộ cam tươi. Bộ cam tươi em còn từ size số 2 cho tới size số 6 nha. Bộ cam tươi giùm em. 74kg là mẫu trắng em không còn chị. 74kg mẫu trắng em còn cái mẫu áo trắng trơn. Rồi bộ cam tươi giùm em size 2, 3, 4, 5, 6. Thêm ảnh cam tươi. Alo. Dạ. Rồi là nhận diện nhận hàng chưa? Tức là một bộ bị lỗi hay sao chị? Ủa cái đó nguyên bộ thì chị không nhận, hoặc là mà cái ý là cái bộ nào bị lỗi chị? Có shipper đó không chị? Ở cái đơn đó bao nhiêu tiền vậy em? Thì chị đang like, chị không có coi đơn của chị đó được là cái gì, cái áo đó bao nhiêu tiền chị không biết nữa. Chị đang like, chị không có kiểm tra đơn được. Thôi em cho Hoàng đơn đó cho chị luôn đi em. Hoàng luôn đi. Một áo trắng thiêu số 2, rồi chị Hồng Nguyễn cho em số alo nha. Hồng Nguyễn cho em số giùm em ha. Bộ xanh thiêu trên canh, chị Bình Yên Mỏng ơi, chị mặc sai máy em coi còn sai thì em mặc cho nha, bộ đó nãy em mới mặc. Một bộ xanh ngọc size số 6. Chị Hương bao nhiêu ký vậy chị Hương ơi? Mẫu này chị mặc nhận 3 bộ mặc đẹp lắm, có bao chuyện quen chương. Nguyễn Đỗ Bảo Ngọc không có đơn nha chị. Rồi size số 5 mẫu đó em hết rồi nha chị Bình Yên Mỏng ơi. Em chào chị Huỳnh Lan, một áo trắng thiêu số 2 chị Hồng Nguyễn. Rồi trắng thiêu số 2 cho chị Hồng Nguyễn. Bộ em mặc là 150 nha. Bộ cam 4 cho chị Coco. Ống quần 40 nha chị Yên Bình. Chị Hương ơi, một bộ số 6 xanh ngọc chị bao nhiêu ký, cao nhiêu chị lên giùm em coi thử có vừa không nha chị. À, rồi ok chị lên số alo giùm em ha, cho em số nè. Chấm like tim lên giùm em đi nữa chị ơi. Chấm like tim em lên cho mình bộ màu xanh ngọc luôn nè. Rồi còn ai chốt cam nữa lên cam. Chị Hương lên số điện thoại giùm em nha. Nguyễn Hương ơi, Nguyễn Hương hồi nãy giờ chưa có đơn nè. Nguyễn Hương nãy giờ chưa có đơn nha. Không chị, bộ em đang mặc. Ôi chị Năm cần nhận hàng chưa? Bộ em mặc là quần ống rộng xéo. Tức là ở trên nó nhỏ và ở dưới nó xéo ra nha. Nó rộng từ ở dưới, ở trên nhỏ và rộng đều xuống dưới. Còn quần váy là ống nó như cái váy vậy nha chị. Nguyễn Hương ơi, nãy giờ chị có chốt được bộ nào không? Hồi nãy chốt được bộ gì thì bấm lại giùm em đi. Tại vì không có số nên em chưa có bấm đơn nha chị á.
Rồi lên cho em bộ này là màu xanh ngọc nè. Chị Hương 899 chốt xanh ngọc size 6 thì lên số điện thoại giùm em nha. Xanh riêng size 4 thì chị Nguyễn Hương. Ok chị Nguyễn Hương. Chị hình lon mặc cho em size số 3 nha. Nếu mà eo bự thì phải lấy cho em size 4 nha chị. Eo mà tới 85 thì bộ này chị phải mặc cho em size số 4. Rồi bộ này là mã xanh ngọc giùm em nè. Chị Lon Ngọc ơi, chị có nhầm shop nào không? Em đâu có bán áo khoác đâu chị. Em đâu bán áo khoác đâu. Rồi lên cho em bộ xanh ngọc. Bộ xanh ngọc kèm size của em từ 1 cho tới 6 cho em mã bộ xanh ngọc nha. Chị Nguyễn Hương là bộ màu riêu size 4. Chị Xuân Phạm ơi, mẫu này chị mặc được cho em size số 6 rồi chị. À, bộ treo thứ hai size 2 là cái áo đỏ quần trắng đó hả chị Hồng Nguyễn? Áo đỏ quần trắng đúng không chị? Cái đó là áo màu đỏ cam nha. Áo màu đỏ cam với quần trắng. Ok chị Hồng Nguyễn. Xanh ngọc 4 dồn đơn chị Phạm Huệ. Ngọc 4 em dồn đơn chị Phạm Huệ. Ok chị Hồng Nguyễn. Bộ xanh ngọc 4 chốt cho chị Thi Thi. Bộ em mặc không có tím cẩm mà nó có màu gì ta? Cái màu đỏ mận chị, để mặc lên thử. Đỏ mận với lại hồng cánh sen nha. Với lại nó có màu tím là tím ngô và tím huế nha chị. Rồi xanh ngọc 4 chốt cho chị Thi Thi. Xanh ngọc 4 cho chị Phạm Lệ. Chị Lo Ngọc ơi, em đâu có bán áo khoác đâu, chị nhầm ai rồi đó. Mẫu em like là hai bộ miễn ship nha chị. Hai bộ hoặc bốn áo lẻ là miễn ship. Ví dụ hai áo lẻ một bộ là cũng được miễn ship nha. Thêm xanh ngọc 4 cho chị Nguyễn Hương. Rồi xanh ngọc 4 chị Thanh Hoa cho em số nha chị Thanh Hoa. Một áo xanh ngọc. Chị ơi cái này là em bán bộ áo xanh ngọc có luôn nè. Áo xanh ngọc áo lẻ có luôn nè. Ngọc là áo lẻ khác nha chị. Mai đợi em một chút. Rồi chị Nguyễn Hương một bộ xanh ngọc size 4. Chị Thanh Hoa một bộ xanh ngọc số 4. Chị Thanh Hoa. Chị Ken Ken một bộ xanh ngọc số 4. Ok chị Ken Ken. Rồi Thanh Hoa Ken Ken bộ xanh ngọc số 4. Trắng thêu là áo 100 quần 70 đó chị. Rồi chị Đinh Mai ơi, áo xanh ngọc trơn là mẫu áo này nha chị nha. Là áo trơn này là 75.000 một áo nha. Còn cái mẫu em mặc là nguyên bộ nha. Chứ cái này không có lấy áo lẻ được. Chị muốn áo lẻ xanh ngọc thì em lấy qua cho chị áo này nha. Ok thì chị ok giùm em. Màu tím với màu xanh ngọc thôi chị. Nè áo lẻ xanh ngọc nè. Với lại áo lẻ tím cà cho chị nha. Lấy cho chị Thanh hai áo này nha. Đó, chị Thanh có chịu hai áo này không? Áo tím cà với lại áo xanh ngọc. Rồi ok chị Thanh nha. Mẫu em mặc không có bán áo lẻ nha chị Đinh Mai. Mẫu em mặc là bán nguyên bộ chị. Xanh ngọc áo tím sen dồn đơn. Chị Phạm Mai. Chị Phạm Mai có nãy giờ đâu có đơn đâu chị Phạm Mai. Bộ em mặc là 150 chị Nguyễn Văn này. Nếu mà thích mẫu em mặc thì lấy nguyên bộ nha chị Đinh Mai ơi. Cái mẫu em mặc là không có bán áo lẻ. Chị Thi Thi đợi em chút lên màu cho chị. Bà ba xanh ngọc size 4 cho chị Giang Cẩm. Giang Cẩm lên số giùm em nha. Giang Cẩm cho em số. Xanh ngọc 6 chốt cho chị Xuân Phạm. Xanh ngọc 6 chị Xuân Phạm.
có màu lam nha chị Hồng Cẩm. Không, à, em kêu là màu xám trắng đó chị, màu xám trắng. Rồi chị Giang Cẩm đâu rồi ta? Giang Cẩm chốt xanh ngọc số 4 lên số giùm em. Áo xanh ngọc với áo tím sen là chị Phạm Mai cho em, chị coi cân nặng nha. Bộ nãy là màu cam, đúng rồi chị, cam tươi luôn nha chị Nam Cần. Bộ em mặc 150. Rồi chị Giang Cẩm một bộ xanh ngọc size 4 cho chị Giang Cẩm. Rồi lên cho mình màu hồng cánh sen. Thi Thi nè, em còn những màu này chị chưa thấy nè. Màu hồng cánh sen nha chị, hồng cánh sen. Nguyên bộ hồng cánh sen nè. 75kg cao như chị Sơn lên. Rồi bộ này lên giùm em là bộ đỏ mọng nè. Bộ đỏ mọng cho em nha. Chốt lên cho em bộ đỏ mọng. Rồi, bộ này lên cho em là màu nâu. Màu nâu giùm em nè. Bộ này chốt cho em là mã nâu. Đó, còn ba màu á chị. Thi Thi có lấy thêm được bộ nào không? Lên màu mẫu nào chị Bình Yên Mộng ơi, mẫu nào chị? Rồi màu nâu cho em. Đây, màu nâu. Một bộ cam size 5 cho chị Nam Cần. Chị Nam Cần nhận hàng mà đơn nào, có một đơn chị nhận hàng chưa? Chị nhận hàng cho em chưa? Cam tươi 5 cho chị Nam Cần. Với màu xanh đen nữa chị. Chốt chị xanh ngọc nha. Rồi chị Hương 899 lên số alo giùm em ha. Bộ em mặc 150 nha mấy chị ơi. Bộ em mặc 150. Rồi chị Sơn Lê là mặc được cho em size số 6. Có màu đen chị Nguyễn Hương. Màu đen em lên hồi đầu tiên luôn á. Có màu xanh đen, màu tím môn nữa nè chị Thi Thi. Màu xanh đen, màu tím môn. Màu đen đây chị. Mới chốt hôm qua hả chị? À vậy là đi đơn rồi mà chưa tới đó. Màu đen này chị Nguyễn Hương ơi. Chốt bộ đen cho em nha. Tiếng sen chốt đơn hồi nào vậy chị Phạm Mai? Để em biết đường em kêu dồn đơn nha chị. Vải gì phải vải tầm ý mới đẹp. Em không có bán vải tầm ý nha chị ơi. Em bán vải thun không à. Em bán chấp thun thôi ha. Rồi một bộ xanh ngọc size 6 cho chị Hương. Kim Phụng, Kim Binh Phụng, Kim Bình Phụng mặc cho em size số 1 nha. Kim Bình Phụng mặc cho em size số 1. Có đỏ không hả? Có màu đỏ mặn em ơi. Có màu đỏ mặn nha. Bộ em mặc 150 nha chị. Bộ em mặc 150. Ngày hôm qua chị gọi Phạm Mai ơi, chốt đơn ngày hôm qua là hàng đi rồi, đâu có dồn đơn được nữa đâu chị. Giờ chốt là em đi đơn mới thôi. Đỏ mặn một bộ số 4 thì chị Giang Cẩm. Rồi em lên đỏ mặn. Màu đỏ mặn sang lắm nha mấy chị. Rồi chị nào chốt đỏ mặn cho em nha. Xanh ngọc chị Linh Thùy ơi, xanh ngọc chị Linh Thùy eo bao nhiêu chị ha? Nếu mà eo to thì em lấy chị size 4, còn mà eo vừa dựng gọn người thì em lấy chị size 3. Mà size 3 thì em còn size 4 em hứa. Mét 58 60kg, nhỏ tuổi hay lớn tuổi chị? Nếu lớn tuổi lấy số 4 nha, nhỏ tuổi thì lấy số 3 giùm em. Rồi cái màu này là màu đỏ mọng nè. Rồi chút đỏ mọng cho em bộ đỏ mọng. Đỏ mọng em còn size từ 1 cho tới 5 mấy chị. Rồi đỏ mọng em còn size 1, 2, 3, 4, 5 nha. Chút đỏ mọng cho em là đỏ mọng. Lớn rồi vậy lấy số 4 nha chị. Chị lấy màu gì chị bấm cho em lấy cho. Chị Phạm Mai đơn ngày hôm qua là đi rồi chị ơi. Size 1 xanh ngọc rồi Kim Bình Phụng cho em số nha chị. Kim Bình Phụng lên số thì lên thôi. Rồi một đỏ mọng một đen bóng cho chị Nguyễn Hương. Ok chị. Một đỏ mọng, một đen bóng. Màu cam nãy luôn hả chị? Vậy em lấy một bộ cam số 4.
một bộ xanh ngọc một cho tim mình cũng, một bộ đỏ mận 4 cho chị Nguyễn Hương. Rồi đen 4 chị Nguyễn Hương. Lên giùm em cái chiều cao cân nặng đi chị Ngọc Thúy Lê. Em canh sai thấy chiều cao cân nặng nha chị. Rồi khi mình phụng là một bộ xanh ngọc size số 1. Màu xanh ngọc này đẹp lắm luôn á. Kim bình phụng. Rồi là em lấy cho chị Lê Hoa Nam một bộ cam size 4 và một bộ cam size 4. Liến Đặng mặc cho em size số 5 nha chị Liến Đặng ơi. Đâu rồi? Bộ xanh ngọc số 2 cho chị Phạm Mai. Một bộ xanh ngọc số 3 cho chị Linh Thùy. Chị Lo Ngọc ơi, bữa trước chị lấy số 4 chị đi chọc rồi, bây giờ lấy số 4 nữa sao chị ơi? Có đổi lên size 5 giùm em không? Chứ bữa trước số 4 chưa chọc không nhận hàng một lần rồi. Xanh ngọc 6 em hết rồi chị Phúc Nguyễn Thị, còn xanh riêu được không chị? Lấy cho chị bộ màu lam bao nhiêu ký cao nhiêu vậy chị Hồng Cẩm? Bao nhiêu ký cao nhiêu lên giùm em nha. Rồi cảm ơn. Rồi tím hôn đợi em vô lên nha. Chị Kim Tho áo và ba mua đồng phục. Bây giờ em có áo một màu trơn á chị. Áo một màu trơn là giờ em còn số lượng nhiều. Còn tất cả những mẫu khác là hết rồi chị. Đây tím hôn nè. Tím hôn em còn size 1, 2, 3, 4, 5. Vậy là chốt bộ tím hôn. Bộ tím hôn giùm em nha. Màu tím môn đây chị. Áo và ba trắng em còn 1 với 2 thôi chị Kim Chi, bao nhiêu ký hơn? Dạ mỗi mặt 150. Áo lẻ xanh ngọc size 6. Hết áo lẻ xanh ngọc size 6 rồi chị Sơn Lê. Rồng bộ đỏ mận size số 5 em chốt cho chị Liến Đặng. Em chào chị Kim Quang Chính nha. Tím mộng size 4 là cái tím nào chị Thi Thi ha? Rồi tím mộng size 4 chốt cho chị Nguyễn Hương. Chớ tím mộng là cái tím nào? Bộ em mặc là đỏ mận á chị Thi Thi, đỏ mận phải không? Chị lấy đỏ mận đúng không? Rồi chị Nguyễn Hương. Giùm em nha chị Lo Ngọc, cái form này nó bằng y cái form của nữ hoàng đó chị nha. Rồi tới mà thử chặt không nhận hàng nữa là em không biết đường đâu á. Đã số 4 chặt rồi thì cái này lấy lên size 5 cho em đi. Rồi Hồng Cẩm ơi, cái bộ màu lam là chị mặc size 3 mà em hết size 3 luôn rồi. Cái bộ màu lam giờ em còn size 1 em còn size 1 với size 5 mà chị. Màu lam còn 1 với 5 mà. 50 kg cao nhiêu chị Kim Chi? Cho em cái chiều cao đi. Rồi tím môn 4 chốt chị Thi Thi. Chị Bình Yên Mộng ơi, chị bao nhiêu ký cao nhiêu? Tại em thấy hồi nãy chị hỏi size 5 á. Cho em cái chiều cao cân nặng nha. Đỏ mận 4 cho chị Minh Mai. Rồi, tím môn 4 cho chị Thi Thi.
Đúng, mà nhưng mà chị kim chi 55 50 kg mà chị cao như vậy, vì nếu mà chị cao gần mét 55 đổ lên thì chị mặc được size số 1 đó chị. Cái mẫu đó không to hơn cái mẫu em đang mặc. Cái mẫu em đang mặc nè chị Loan Ngọc ơi, size số 5 á là cho mình 63 đến 68 kg. Chị bao nhiêu ký, chị cao nhiêu hơn? Rồi lấy size số 5 cho chị nha. Rồi áo kín cà một bộ đỏ mận size 5. Cho chị Loan Ngọc. Quần ống rộng nha chị Linh Mai, quần ống như em đang mặc nha chị. Quần em đang mặc là ống rộng không phải ống suông. Mét 58 65 kg. Rồi số 4, cái mẫu này là ôm luôn nha chị, tại cái mẫu này là form nó nhỏ. Là em chốt diện được cái màu tím môn thôi, cái màu xanh ngọc size 4 hết rồi. Lấy chị được từng bộ tím môn mà chị lại chốt qua cái màu xanh riêu được không chị? Xanh riêu được không? Xanh ngọc em hết số 4 mất rồi. Chốt cho chị Bình Yên Mộng được một bộ. Hình như em nhớ rồi, chốt chị tên là Bình Yên nhé, sao đổi thành Bình Yên Mộng hả chị? Tại vì cái bộ này form nhỏ hơn cái mẫu vừa trước chị lấy đó, chị Bình Yên ơi. Vừa trước chị lấy là form to hơn, bộ này size số 5 là cho mình 63-68 kg. Để em lấy chị hết size số 5 đi nha. Chị Đinh Mai áo đỏ mận là mẫu khác nha, cái mẫu này em không có bán áo lẻ nha chị, mẫu này là bán nguyên bộ. Còn nếu mà chị lấy áo đỏ mận là không có cái nút này đâu nè, nó chỉ là nút chơi bình thường thôi á. Rồi vậy em lấy cho chị Bình Yên Mộng là size 5 hết nha chị. Xanh ngọc là màu này nè chị Hiền Châu ơi, bộ em đang cầm là xanh ngọc nè. Bộ em đang cầm là xanh ngọc nè. Rồi đỏ mận 3 cho chị Thảo. Đỏ mận 3 cho chị Lê Thảo. Rồi mặc số 5 đi chị Loan Ngọc. Số 5 thì nó chả thoải mái đâu nha. Số 4 nhiều khi nó hơi kích mình không chịu nữa. Dùng đơn đi rồi ok chị. Còn lấy bộ nha chị Đinh Mai, tại cái mẫu này em bán là nguyên bộ mà. Chị Thi Thi ơi, bữa trước áo cổ nữ hoàng đồ đó là chị mặc có vừa không? Chị, ủa chị có mua cái bộ áo cổ nữ hoàng bên em chưa? Có đen trơn bà ba chị Thuận ơi. Đúng rồi cô. Số 4 là đẹp rồi. Số 3 nếu mà thích mặc ôm mặc được số 3 cô. Chưa hả chị? Nếu vậy đổi lại chị hết size số 5 hả Thi Thi? Chị Thi Thi 65 kg mình cao nhiêu ha? Rồi lên cho em cái bộ màu nâu nè. Màu nâu. Không ôm đẹp rồi đó chị Thi Thi. Tại vì mấy chị kia bữa trước là đã nhận số 4 rồi. Có nhiều chị dáng như vậy nhưng mà mình có bụng nhiều với lại lớn tuổi thì lấy số 5. Còn mình còn nhỏ tuổi thì mình lấy số ok chị Thi Thi số 4 là ok rồi đó chị. Còn mấy cô kia thằng sáu mấy tuổi rồi mà. Lớn tuổi hả? Rồi bộ này lên giùm em là bộ nâu 55 kg. Cho em cái chiều cao đi chị Thuận. Bình thường rồi bữa chị mặc bên em là áo size số mấy thì giờ chị cứ lấy số mấy giùm em nha. Rồi nâu em còn từ size số 1 tới size số 6. Ok chị Bình Yên nha. Rồi một bộ đỏ mận số 5 chị Hiền Châu. Đỏ mận 5. Em
em có nguyên bộ này mà đen trơn luôn, chị Thuận lấy không? Nguyên bộ này mà màu đen nè, chị có lấy mẫu này không? Rồi một áo trắng số 2 cho chị Nguyễn Thị Phượng. Áo trắng nè chị Kim Chi rồi ta. Rồi áo trắng giờ em còn size 1 thôi mấy chị ơi. Ý là cái bộ này có màu đen nè, chị Thuận có lấy thì em mặc lại cho nha, tại màu đen mặc rồi. Ngọc Thúy Lê mặc cho em size số 4 đi chị. Nếu mà lớn tuổi thì lên cho em số 5 nha. Còn tầm chừng mà dưới 50 thì chị lấy số 4 cho em là ôm đẹp. Số 5 luôn chị Ngọc Dào. Chị Ngọc Dào mặc số 5 cho em nha. Rồi Kim Chi đâu rồi ha? Đây nè, áo nẻ trơn màu trắng nha, em còn size 1 thôi, 45-50kg. Rồi em lên cho chị màu hồng cánh sen ha. Bộ mặt chốt cho em mã nâu. Rồi 60 tuổi rồi lấy cho em size 5 nha chị Ngọc Thúy Lê. Ủa chị Ngọc Thúy Lê hồi nãy là bao nhiêu ký? 60 tuổi mà chị bao nhiêu ký, cao nhiêu chị? Rồi ok chị Hiền Châu. À rồi, chị Ngọc Thúy Lê là mặc cho em size 5 nha. Size 5 chị. Đây em mặc lại bộ màu đen nè. Màu đen em còn từ size số 1 cho tới size số 5. Rồi chị nào chốt bộ đen gì này. Đúng rồi chị, mẫu này có size tới 75kg à. Tại vì cái form 80kg cũng hiếm, may ra nó bán lúc nào cũng còn tồn hết. Rồi đây bộ đen nha. Chị nào chốt bộ đen nè. Không chị, áo tím nãy là áo trơn lẻ nha chị Linh Mai. Nếu mà không thích cái mẫu đó thì em bỏ ra luôn nha. Chứ cái này là chỉ có bộ thôi, không có lẻ. Tiền ship thì nếu mà chị lấy một bộ là ship 25 nha chị. Còn hai bộ đổ lên thì miễn ship. Hai bộ đổ lên thì miễn ship nha. Rồi bộ đen giùm em. Đen 4 cho chị Thi Thi. Áo tím cà là áo trơn chị. Đây áo tím cà là mình mặc theo kiểu như vậy nè. Mặc lên với quần đen như em đang mặc vậy đó. Là nó thành một bộ. Là nãy em lấy cho chị là áo kiểu này nha. Phối lên như vậy là một bộ này. Là áo lẻ phối lên quần đen trắng thôi. Còn em mặc là nguyên bộ nha. Rồi đen chị Thi Thi. Bộ xanh thiêu còn size 2 nha chị Nguyễn Hạnh Lê. Bộ xanh thiêu 170 em còn size 2 nha. Đây chị chốt lên giùm em là bộ xanh thiêu size số 2. Bộ xanh thiêu này em còn size 124 chị. Bộ 170 nè. Bộ em đang mặc bộ trơn là 150 nha. Bộ có thiêu hoa này là 170. Và ba cổ nữ hoàng em hết rồi chị Nguyễn Mường. Bộ màu nâu là mẫu nào vậy chị Châu Phạm? Bộ này em mới mặc màu nâu xong rồi á. Rồi em lên cho mình màu hồng cánh sen với lại màu xanh đen nữa là em qua mẫu nha. Em qua áo lẻ. Rồi lên cho em màu hồng cánh sen. Và ba đen trơn thì nó là cái nút bình thường thôi nó chị, nó không phải là nút thắt. Cái này là nút thắt nè, tức là cái nút bằng vải. Còn ba đen trơn là cái nút nó bằng nút nhựa đó chị. Rồi lên cho em màu hồng cánh sen nha. Và ba đen trơn thì này, nó là đen trơn là cái nút bình thường. Còn cái nút kia là nút vải, nó thắt ngang, thắt ngang, thắt ngang từ trên xuống vậy nè chị nè. Đây, nút nó như vậy ha. Em gọi là bà ba nút thắt nè. Không có cổ tròn nha chị, đi 1 y thôi. Rồi lên cho em bộ hồng cánh sen. Hồng cánh sen giùm em ha. Hồng cánh sen kèm size từ 1 cho tới 6. Rồi hồng cánh sen size 1 tới 6 giùm em nha. Bộ mặc màu nâu đây nè chị. Chốt bộ nâu lên cho em bộ nâu. Rồi chốt bộ nâu lên bộ nâu giùm em nha. Bộ mặc 150. Rồi em chốt bộ nâu lên giùm em bộ nâu. Bộ mặc lên cho em hồng cánh sen. Rồi em lên màu xanh đen nữa là em qua mẫu. Bộ tím sơ hồng cánh sen 5 rồi ok chị.
phong kính xem nha. Bởi mặt 150 ha. Rồi em qua bộ và ba nước sắc tiêu hoa. Bộ và ba nước sắc tiêu hoa 170 dùm em nha. Chấm la mấy chị ơi. À còn màu xanh đen nữa, em lên màu xanh đen nè. Rồi em lên màu xanh đen. Xanh đen em còn size từ 1 tới 6. Chị nào chốt xanh đen, em mã xanh đen dùm em nha. Nó có size nha chị ơi, mua thì lên dùm em cái chiều cao cân nặng em báo size cho nha. Rồi lên cho em là màu xanh đen. Hồi nãy em mặc là màu đen ha. Bộ này lên cho em mã xanh đen. Size 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rồi chốt xanh đen cho em bộ xanh đen. Xanh đen size 1, 2, 3, 4, 5, 6 nha. 150 nha chị Hình Như Ngọc. Rồi chị thì lên đơn của chị là gọi hồi sáng giờ gọi cho chị 3 lần không nghe máy, ngày hôm qua gọi cho chị 3 lần không nghe máy luôn chị Thùy Linh. Mình em thấy chị vô coi live bình thường mà sao gọi chị không có cầm máy. Cái đó không phải nâu nhạt đâu nha cô, cái đó là màu vàng đồng nha cô nha. Bộ đó là màu này nè, màu vàng đồng chứ không phải nâu nhạt. Chốt thì lên giùm con bộ vàng đồng nha. Màu vàng đồng. Vàng đồng kèm size giùm con nha, không phải là màu nâu nhạt. Rồi em qua bộ và ba nút thắt tiêu hoa cho mấy chị nè. Bộ này em còn mấy màu xanh lá, còn size 1, size 2 và size 4. Lên cho em mã xanh lá, còn size 1, 2, 4 nha mấy chị. Xanh đen 5 em chốt cho chị Thức Tỉnh. Chị Thức Tỉnh đơn hồi tối hôm qua ngày hồi sáng các bạn gọi chị chưa? Xanh đen 5 cho chị Thức Tỉnh. Không có màu tím cà, chỉ có màu tím môn thôi. Không phải là màu nâu nhạt nha cô Dương Hồng ơi. Màu đó là màu em con kêu là màu vàng đồng nha. Một bộ xanh đen size số 6. Chị Nguyễn Nhàn ơi, hồi nãy chị nói 80kg là không có vừa đâu chị nha. 80kg giờ xuống 75kg là nhận cái bộ đồ kêu nhỏ mà không vừa là mất công em lắm á. Nhiều chị, rất là nhiều chị vậy luôn. Thích mà không vừa mà vẫn cứ mua xong tới là cầm lên. Cái gì trong suy nghĩ là biết đâu mặc vừa sao đúng không. Nhưng hàng tới không vừa trả lại không nhận hàng, em bị hoài rồi đó. Rồi bộ này 170 nha, vậy nào chú bộ này lên giùm em là bộ xanh lá giùm em. Bộ xanh lá. Chị Thùy Linh ơi, chị không thấy cuộc gọi nhỏ trong máy chị hả chị? Gọi cho mình khó quá là em không có chốt đơn được. Bởi vì em còn gọi cho chị 6-7 cuộc không nghe máy thì shipper người ta chỉ gọi 3 lần không nghe máy là người ta đã hoàn hàng rồi. Đỏ mận 3 đổi lại cho chị Linh Thùy. Rồi lên cho em bộ em mặc là màu. Rồi bộ này chị lên cho em là màu trắng kem nha. Màu trắng kem em còn size số 1 và size số 5. Màu trắng kem em còn size 1 với size 5. Rồi chốt trắng kem mẫu này thì em có tới size 5 thôi nha, không có size 6. Màu trắng kem em còn size 1 và size 5 giống chị. Size 1 là 45-50kg. Size 6 là size 5 là 65-70kg nha. Rồi chị nào chốt bộ trắng kem cho em bộ trắng kem. Bộ trắng kem giùm em. Có size 4 của cô. Bộ em mặc còn size 1, size 2 với size 4. Rồi xanh lá hang chốt cho chị Nguyễn Thị Phượng. Xanh lá hang chị Nguyễn Thị Phượng. Bộ em đang mặc 170 nha. 170. Rồi em qua màu xanh lá. Xanh lá em còn size 1 và size 4. Lên cho mấy chị cái màu mẫu này em cũng có màu đỏ mận luôn nha mấy chị. Rồi lên giùm em màu nâu. Màu nâu em còn size 1, 2, 5. Chốt bộ nâu lên bộ nâu giùm em size 1, 2, 5 nha.
Không, bộ nông này xe mấy? Xe 4. Ôi, bộ nông này xe 4. Rồi, vậy là bộ nông em còn xe 2, 4, 5 nha mấy chị. Sáu mươi ký cao nhiêu vậy chị Châu Phạm ơi, cho em cái chiều cao. Trắng kem chị Minh Minh ơi, trắng kem bộ này em còn size 1 và size 5 hả? Xanh lá 65 ký cao nhiêu vậy chị Thanh Thúy Nguyễn, cho em chiều cao. 60 ký 1m53 chị Châu Phạm, nếu mà nhỏ tuổi mặc được cho em size số 3 nha, còn lớn tuổi hay là có bụng nhiều lên cho em số 4. Rồi bộ nâu em đang mặc là em còn size 2, size 4 và size 5. Chị Thanh Thúy Nguyễn 65 ký cao nhiêu chị ha? Yên Bình mặc cho em size số 2 nha chị. Nè em đang mặc bộ này size 2 nè. Size 2 cho mấy chị mình 50-55 kg. Bộ nút thắt này là màu tím môn chứ không có màu tím cà chị Nguyễn Hạnh. Rồi nha, bộ này lên cho em nâu. Hai màu nâu là hai màu mẫu gì vậy chị Ngọc Dào? Nâu 4 em chốt cho chị Thức Tỉnh. Rồi xanh lá 4, chị Thanh Thúy mặc xanh 4 em nha. Xanh lá 4 cho chị Thanh Thúy Nguyễn. Lá 4 cho chị Thanh Thúy Nguyễn. Rồi nâu 4 cho chị Thức Tỉnh. Bộ trắng kem này em còn size 1 và size 5 hơn nha mấy chị. Bộ nâu đang mặc là giờ em còn size 2 với size 5. Vô danh mặc cho size 4. Và ba trắng áo mặt trăng quần 70 nha chị Thiên Yến này. Thì nó cũng giống như trang bộ em mặc á. Em mặc nguyên bộ cũng là 170, mà cái áo lẻ mình phối với quần đen cũng là 170, là áo mặt trăng quần 70. Hai cái tông màu khác nhau chị. Cái màu nâu em đang mặc nó đậm màu hơn cái màu nâu của bộ nó phát trơn. Màu nâu, hai màu nâu khác nhau nha. Thì mình kêu cùng cái tông màu nâu chứ biết kêu màu gì bây giờ. Giờ cái này cũng kêu nâu rồi, cái này cũng kêu nâu chứ đâu biết kêu cái gì giờ các chị. Mà hai cái tông màu nó khác nha, khác nhau hoàn toàn luôn. Thư Phạm ơi, bộ nâu em hết rồi nghe chị. Bộ nâu đang mặc bây giờ em còn size 2 với size 5 thôi nha. À, bữa nay em like thêm ca trưa nữa chị Sushi ơi. Dạ có màu xám, nhưng mà màu xám giờ em còn được size 1 à chị ơi. Áo trắng quần trắng được nha chị Thiên Yến. Nâu em mặc hết size 4 rồi. Bộ nâu em mặc là còn size số 2 và size số 5. Hết size 4 rồi chị Ngọc Lợi. Thư Phạm ơi, giờ đổi là em không còn để đổi nha chị. Tại cái bộ này em hết số 4 rồi ha. Rồi nâu 2 cho chị Nguyễn Thị Phượng. Nâu em còn 2 dưới 5. Còn em lên cho mấy chị màu vàng. Nút thắt nâu số 5 cho chị Ngọc Dào. Ok chị. Nút thắt nâu 5 cho chị Ngọc Dào. Như 6 ký mặt số 3 vừa nha Ngọc Lợi ơi. Hai bộ thiêu trắng quần đen, xanh ngọc quần trắng cùng size 2. Chị ơi, trắng em hết luôn rồi chị ạ. Trắng size số 2 giờ không còn chị, xanh ngọc mẫu đó cũng không có xanh ngọc, mẫu đó chỉ có xanh lá thôi. Mẫu đó chỉ có xanh lá thôi, không có xanh ngọc nha, cái mẫu trên canh đó. Còn trắng cũng hết số 2 luôn rồi, người đẹp. Nâu trơn thì cái bộ nguyên bộ nâu trơn hồi nãy em mặc đó chị Châu Phạm. Nguyên bộ nâu trơn thấp á. Rồi chị Yên Bình nè, cái xanh này thì em có xanh lá này nha, không có xanh ngọc, cái mẫu áo lẻ không có xanh ngọc. Rồi lên tiếp cho mấy chị màu đen đi.
Bộ đen em còn cho mình là size 123. Rồi chị nào chốt bộ đen cho em nha. Bộ đen size 123. Rồi bộ đen giùm em size 123 đi chị. Ok chị yên bình. Rồi chốt lên giùm em bộ đen. Size 123 giùm em nha. Bộ đen em còn size 123. Rồi lên giùm em bộ đen đi chị. Bộ đen kèm size 123. Lên cho mấy chị màu vàng nha. Rồi bộ vàng em còn cho mình là size 2, size 3 và size 5. Bộ vàng em còn size 2, 3, 5 đó chị. Bộ nâu lớn tuổi mặc cho em size số 4. Nhưng mà bộ nâu em đang mặc hết số 4 rồi nha. Bộ nâu trơn thì em còn size số 4. Rồi em lên cho mình màu vàng nè. Vàng này pha có pha một xíu màu cam nhạt nhạt trong đây mấy chị nha. Rồi đen em đang mặc là em còn 1, 2, 3. Bộ đen 2 chị Hồng Nguyễn. Chị Hồng Nguyễn đợi em một chút. Chị Hồng Nguyễn có lấy cái tên nào khác không chị? Rồi đen 2 em chốt cho chị Hồng Nguyễn. Em chào chị Huỳnh Tấn Phát nha. Em nhận báo là bao rồi mặc ok lắm. Cái tôi chị Huỳnh Tấn Phát. Đen 65kg là mặc số 4 cho em chị Lily. Bộ này mặc đen số 4 mà em hết size 4 rồi chị. Đen size 4 còn mẫu khác. Quần váy màu xanh và màu vàng ngày mai có nha chị Suka. Ngày mai em về quần váy lại. Quần váy ngày mai có hàng nha. Bộ vàng này không còn size 4 rồi. Bộ vàng em còn size 2, 3, 5 chị ơi. Coco. Bộ vàng em còn size 2, 3, 5. Rồi đây chốt bộ vàng cho em. Bộ vàng size 2, size 3 và size 5 nha mấy chị. Cái tông vàng mà nó hơi vàng. Vàng nó hơi pha một xíu màu cam cho nó làm dịu cái màu vàng xuống á, chứ không phải vàng chói nha. Rồi chốt lên giờ em là vàng size 2, 3, 5. Ngày mai em về có quần màu xanh lá với quần màu vàng luôn đó chị Suka ơi. Rồi chốt bộ vàng cho em bộ vàng đó chị. Bộ vàng em còn size 2, 3, 5. Vàng size 2, 3, 5 vậy em. Hết này em like cho mấy chị áo trơn nha. Chị Coco, bữa mấy bạn gọi chốt đơn cho chị thì chị nói thì sao? Chị có dặn mấy bạn là tầm ngày đó mới nhận hàng không? Không dặn là mấy bạn đi đơn luôn rồi đó chị. Ý là cái đơn này á ha. Cái đơn này là giữ cho tới thứ hai thứ ba tuần sau chị mới nhận hả? 113 trắng sau lưng em còn size 1 thôi chị Lèo ơi. Em còn size 45-50kg thôi. Rồi lên cho giùm em màu tím môn nha mấy chị. Bộ này em cũng có màu tím môn nha. Tím môn em còn size 1 và size 2. Chốt bộ tím môn cho em bộ tím môn. Ok chị Suka. Ok chị Suka nha. Ai còn xem like chấm like giùm em đi mấy chị đẹp gái ơi. Thông báo luôn là kể từ giờ trở đi là ca trưa em sẽ like cho mấy chị một ca là từ 12 giờ nha mấy chị. 12 giờ đổ đi em sẽ like thêm một ca. Buổi tối là 7 giờ rưỡi, còn buổi trưa là
12 giờ nha. Rồi, lên giùm em bộ tím môn, em còn size 1 với size 2. À, cái đơn này là để là tuần sau mới gửi rồi. Ok chị Coco nha. Áo trơn màu tím, đợi em tí chị Suzy hết mẫu này em lên áo trơn màu tím cho mình. Rồi, chị nào chốt bộ này lên cho em bộ tím môn. Bộ tím môn giùm em size 1 2 3 4 5. Ê, size 1 với size 2. Bộ tím môn đang mặc em còn 1 với 2 nha. Còn 1 với 2. Em chào chị Đặng Diễm. Rồi em lên cho mình một màu nữa là em qua mẫu áo lẻ. Chị Mẫn mặc cho em size số 1 nha chị. Rồi lên giùm em bộ màu đỏ mận. Đỏ mận em còn size 123, 1235. Rồi bộ đỏ mận size 1235 giùm em luôn nha. Lên cho em mã đỏ mận size 1235. Em thấy chị Hà Thu. Bộ em đang mặc là 170 nha chị Ngọc Thi. 170 nha chị. Rồi chốt lên cho em là bộ đỏ mận 170 nha chị Mỹ Thúy. Chấm like tim lên chia sẻ đi mấy chị ơi. Lâu ngày like buổi trưa view uống thấp quá à. Mẫu này size 5 là 65-70kg. Cao tầm 1m58, 1m62 thì được 72-73kg nha chị Anh Thi. Nói chung là nó phụ thuộc vào chiều cao nữa. Còn cái chiều cao trung bình 1m55 nữa là 60, size số 5 là 65-70kg. Đúng rồi cô Trần Thiển. Đơn cô Trần Thiển ngày mai con cho đi đơn một nửa nha. Là đơn tầm chừng 2 triệu 2 triệu 2 gì đó là con cho đi một đơn nha. Ngày mai sẽ xé ra một nửa đi đơn cho cô là tầm chừng 2 triệu tới 2 triệu 2 nha cô Trần Thiển. Rồi lên dạy em màu đỏ mận cả nha. Đỏ mận kèm size giùm em. Chị bộ đen 57kg, mấy 58 là size số 3 rồi. Ok chị Hà Thu. Mẫu em mặc màu đen đúng không chị Hà Thu ơi? Một bộ đen số 3 chị Hà Thu. Áo ruve trắng bắn lẻ. Áo bắn lẻ thì có chị, nhưng mà màu trắng thì em còn size số 1 à. Còn size số 1. Đây nghe chị Hà Thu, bộ màu đen size 3. Rồi ok chị Hà Thu. Bộ này em không có size 6 nha chị Hoa Thu. Bộ này không có size 6. À, chờ màu trắng số 2 còn, hồi nãy chị nào hỏi trắng 2 nhận chưa hết nè. À, một bó chị gọi chút đơn ra bán xả ra đây nè. Chị Mẫn một bộ màu đen size số 1. Rồi chị Mẫn cho em số nha chị Mẫn ơi. Chị Mẫn lên số alo giùm em nha. Rồi đỏ mặn em mặc là em còn size 1 cho tới size 5. Áo trắng quần đen, áo 100 quần 70 chị. Rồi bây giờ em qua mẫu áo trắng quần đen cho mấy chị nè. Còn màu gì em lên màu đó nha. Màu cam bộ nước khách em còn nha chị Diễm. Bộ bà ba bông chị Nga Quách, bộ bà ba bông chắc mai mốt gì có chị, nhưng mà không phải nguyên bộ bông mà áo bông phối quần màu. Chị thì Linh ơi, vậy đâu chị, em xả ra luôn hay sao? Tại vì chị gọi cho chị đâu có được đâu. Vậy em xả luôn chị ra luôn ha. Rồi vậy xả ra em nhớ chỉ có cái trắng này nữa nè, em xả ra em like luôn. Rồi mẫu này giùm em mấy chị, áo 100 quần 70. Quần là quần ống rộng có hai màu đen với trắng, áo thì em có được nhiều màu, 10 màu nha. Linh này ở dưới nè, rồi đưa cho em luôn. Còn là lạc mai nó không thấy tập gì hết. Lạc mai còn
bao nhiêu đây mà không chọc vậy á, sao mà anh mà giống như đi cho. Rồi đây lên giùm em cái màu này đi mấy chị. Màu trắng em còn size 1, 2, 3. Rồi chị nào chốt trắng lên mã trắng cho em nha. Trắng size 1, 2, 3 giùm em ha. Mẫu này áo 100 ngàn nha em nha. Rồi chốt trắng trên mã trắng size 1, 2, 3. Màu này lên giùm em màu đen. Màu đen em còn size 1, size 2 và size 4. Màu đen áo này em còn cho mình size 1, 2, 4 nha. Rồi chốt đen trên mã đen size 1, 2, 4. Mẫu em mặc là áo lẻ nha chị, áo lẻ. Rồi chốt đen trên mã đen. Đen em còn size 1, 2, 4. Chị một bộ màu đỏ cam. Là áo đỏ cam quần đen đúng không chị Hoa Nguyễn? Mẫu em đang like áo 100 quần 70 nha chị. Rồi áo đen em còn size 1, size 2 và size 4 nha. Chốt áo đen giùm em. Áo tím cà em còn đủ size cho mấy chị từ 1 tới 5. Rồi lên giùm em mã áo tím cà. Áo tím cà giúp em mấy chị. Chị Hoa Nguyễn ơi, là chị lấy cái này là màu đỏ cam nè chị. Rồi là chị lấy quần đen hay quần trắng. Rồi chị lấy size bao nhiêu ký, cao nhiêu chị lên giùm em để em lấy size luôn. Và cho em số điện thoại nha. Rồi tím cà em còn size 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 4, 5 màu tím cà. Rồi màu đỏ cam nè chị nè. Đỏ cam đây ha, đỏ cam em còn... đỏ cam em còn đủ size luôn. Rồi chốt đỏ cam trên mã đỏ cam. Đỏ cam đủ size 1, 2, 3, 4, 5. Chị Hoa Nguyễn chốt lên giùm em cái chiều cao cân nặng nha. Đó, đỏ cam là cái áo trên canh. Em đang like nè, nhưng mà chị phải lên chiều cao cân nặng. Biết chị mặc màu gì nó còn màu, chị mặc size gì nó còn màu gì chứ. Rồi chốt cho em mã đỏ cam nha. Đỏ cam còn size 1, 2, 3, 4, 5, 6. Áo 1, 2, 3, 4, 5. Rồi xanh lá thì men luôn. Xanh lá còn size 1, 2, 3. Màu xanh lá tươi em còn size 1, 2, 3. 1, 2, 3, 5 đó chị. Xanh lá tươi em còn size 1, 2, 3, 5. Xanh lá tươi còn size 1, 2, 3, 5 nha. Rồi chị Thu Nga Huỳnh mặc cho em size số 1 chị. Thu Nga Huỳnh tím cà 1 lên số giùm em nha. Thu Nga Huỳnh cho em số 50kg 1m50. Nếu mà nhỏ tuổi mặc số 1 chị, còn lớn tuổi mặc cho em size 2 nha. Rồi chắc Thu coi giảng cho chị Hoàng Quyên. Chị Thu Nga Huỳnh cho em số alo đi người đẹp. Thu Nga Huỳnh cho em số nha. Rồi lên cho em màu này là màu xanh lá tươi. Em còn size 1, 2, 3, 5 màu xanh lá tươi. Tiếp lên cho em màu hồng dâu. Hồng dâu em còn size số 2 thôi mấy chị. Rồi áo hồng dâu em còn size số 2. Hồng dâu size 2. Áo 100 quần 70 nha chị. Rồi Thu Nga Huỳnh là một áo tím cà size 1. Tím cà 1 cho chị Thu Nga Huỳnh. Có màu đỏ tươi luôn nha chị ơi. Đỏ cam 4 cho chị Phúc Tỉnh. Đỏ cam 4. Rồi em chốt cho chị Phúc Tỉnh. Đỏ tươi đi chị, đỏ tươi em còn size 1 và size 2 thôi nha. Đỏ tươi size 1, size 2. Chốt đỏ tươi lên cho em mã đỏ tươi. Trắng số 2 còn chị Yên Bình. Của khách mới xả ra nè, trắng số 2 em còn. Trắng đang mặc là em còn size 1, 2, 3. Trắng đang mặc em còn size 1, 2, 3. Rồi đỏ cam cho em nha. Đỏ tươi cho em nha. Đỏ tươi em còn 1 với 2. Lên cho em mã đỏ tươi. Đỏ tươi size 1, size 2. Rồi chốt đỏ tươi cho em mã đỏ tươi. Đúng rồi chị Lê Lê. Nay lên thêm buổi trưa. Chị Sen Sen ơi, cổ nữ hoàng size số 5 em còn được màu hồng tươi với màu hồng phấn size số 5. Đang sale 80 ngàn đó, chị có lấy. Số 5 còn được 2 màu đó chị. Cao 1m8 là không có quần nào vừa rồi chị Mai Hoa.
Chị Xuân Phạm ơi, 74 kg, mẫu này chị cao phải cho em được 1m6 thì mới vừa nha. Chị Xuân Phạm cao bao nhiêu? Trắng 2 rồi. Chị Yên Bình, Yên Bình, Yên Bình cho em số đi. Chị Yên Bình, Xuân Phạm ơi, 74 kg mà chị phải cao được cho em tầm 1m6 và eo của mình tầm 1m94 đổ lại là chị mặc được. Rồi, Yên Bình, Yên Bình lên số alo em. Hello chị Tư Tiền Tỷ nha. Đúng rồi, lâu lắm rồi, bữa nay em bắt đầu em like lại buổi trưa đó chị. Bữa nay like thêm ca trưa nha. Trưa là 12 giờ em like. Mình nhận đồ rồi, đẹp. Cảm ơn chị Tư Tiền Tỷ nha. Cái này đặt trực tiếp trên like cho em nha. Chị Đời Sống Như Thường ơi, thích màu gì là mặc size nào là bấm trên like là lên xuống thoại em chốt trực tiếp luôn nha. Không có mua giỏ này. Rồi, Yên Bình cho em số đi. Ủa chị Sen Sen, chị bao nhiêu ký cao như chị? Trắng có số 3 luôn Triều Tiên. 1m6 vừa đó chị Xuân Phạm. Tại cái mẫu này là form nó to hơn cái mẫu bộ nước thắt trơn với mẫu áo lẻ trơn. Không, cái form nó to hơn. Cái mẫu kia em mặc ôm, mẫu này em mặc còn rất là rộng. Lên số đi mình ơi, có số em mới chốt. Lựa thêm mà chưa có số em cũng không chốt nha. Nguyên bộ thiêu em mới vừa lên xong á chị Bùi Hường ơi. Rồi lên tiếp nào cho mấy chị. Lên cho em màu xanh dương. Màu xanh dương em còn size 1 và size 3. Rồi xanh dương giùm em nha. Xanh dương size 1, size 3. Không có để sai số đâu, mà cái mẫu form nào ôm là ôm, còn form nào thoải mái thì thoải mái. Cái mẫu cổ nữ hoàng là form nó ôm hơn cái mẫu em đang mặc đó chị Sen Sen. Rồi mẫu em mặc là áo 100 quần 70. Rồi lên cho em màu xanh dương nha. Xanh dương em còn size 1 với size 3. Xanh dương còn size 1, size 3 mấy chị. Chưa có mẫu bông mấy chị ơi. Bây giờ hiện tại là em chỉ còn 3 mẫu thôi, là bộ nút thắt trơn, áo thiêu hoa và áo trơn thôi. Không còn hàng luôn mấy chị. Chị Tiết Mai Trần mặc cho em size 2 nha. Rồi xanh dương giùm em còn 1 với 3 mà xanh dương. Xanh dương 1, 3. Mẫu online không có màu vàng chị, mà nó có cái màu này nè. Màu này lên giùm em là màu xanh mạ, em còn size số 5 thôi. Màu xanh lá mạ nha, em còn size số 5. Nó xanh xanh vàng vàng á, không có riêng một tông màu vàng. Rồi chốt xanh mạ cho em, mã xanh mạ. Xanh mạ giùm em nha. Rồi bây giờ em like qua cho mấy chị là qua áo và ba trơn. Áo trắng em hết size 4 rồi chị, trắng em còn 1, 2, 3 thôi, trắng size 4. Áo trơn cũng hết trắng 4 rồi. Không, chị Bùi Hường. Chị Bùi Hường đặt mà không lên số điện thoại nên chị không có đơn. Chị bao nhiêu ký cao nhiêu vậy chị bé? Không có chị Bùi Hường ơi. Chưa thấy số chị Yên Bình. Bấm số lại, khi nào em thấy là em sẽ bấm đơn nha. Nhiều khi mình bấm là bị ẩn comment á. Không có phải lụa nha My Nguyễn. Size số 4 đen chị lấy cái tím cũng nữ hoàng, là size số 3 lớn hơn cái đen. Là sao chị Sen Sen nói sao em không hiểu chị. Rồi 56 kg bé 50 mặc số 3 được rồi chị bé ơi. Rồi á, trắng 3 chị bé lên số alo giùm em nha. Một cái trắng 2 chốt cho chị Yên Bình. Chị Nguyễn Thị Bé lên số cho em đi nha. Hồng Dâu tím cà số 3. Chị Thoảng Mai ơi, tím cà 3 thì em còn mà Hồng Dâu 3 hết rồi, người đẹp. Rồi số 3 còn được 4 màu này người chị. Xanh mạ cộng quần. Ok chị Xuân Phạm, cái xanh mạ số 5 cộng quần. Dạ không có ba của tròn. Nguyên bộ thiêu chị Bùi Hường ơi, chị bao nhiêu ký cao nhiêu vậy thôi. Để nói sao. Cho em cái chị cao căn nặng nha. Rồi cho chị Xuân Phạm. Thoảng Mai ơi, chị tím cà là còn là ok cho chị rồi nè. Số 5 màu trắng hả chị? Số 5 màu trắng em còn nguyên bộ trắng chị Xuân Phạm ơi. Nguyên bộ trắng, còn áo lẻ trắng em hết.
Rồi đợi khoảng hai em còn màu đỏ cam, màu xanh đen và màu xanh lá thôi, không còn hồng dâu. Chị có lấy được thêm màu nào không? Em chốt cho chị được một cái tím cà. Còn hồng dâu hết nha chị Phỏng Mai. Nữ hoàng em hết rồi chị xem xem. Nữ hoàng em chị hồi tối qua online hết rồi, còn chỉ còn được hai cái size số 5 mà. Còn được hai cái size số 5 thôi. Rồi một cái 58m58 60kg hả chị? Mặc cho em size số 3 nhưng mà em hết rồi chị Bùi ơi, còn đúng màu đỏ mặn thôi chị. Rồi trắng 3 chốt cho chị Nguyễn Thị Bé. Size số 3 còn được hai màu này, đỏ mặn với lại màu vàng nha chị ơi. Không chốt là em không còn bộ nào đâu ha. Tới rồi. Đây. Mẫu em mặc là 170 một bộ mấy chị. Tím cà còn chị Chi Nguyễn, tím cà còn size 3, lấy thêm áo em lấy. Vàng size số 4. À, vàng số 4, vàng, màu vàng nào chị Thi Thi? Màu vàng lá mã hả chị? Màu xanh mã hả chị? Chị lo tiếp cho em chiều cao cân nặng em canh size cho nha. Rồi đây đây đây. Số 3 nè chị, em còn được bộ màu đỏ mặn nha. Chị Bùi Hường đó có chốt được, chốt giùm em. Đỏ mặn size số 3 này. Rồi màu đỏ mặn. Bộ này lên cho em là bộ màu vàng nha. Vàng lúc nãy em lên là cái màu này em kêu là màu xanh lá mã hả chị? Xanh lá mã này em còn size 5 mà hết size số 4 rồi. Cái này xanh mã, màu xanh lá mã, nó vàng vàng xanh xanh á, không phải riêng màu vàng. Rồi bộ này chốt cho em bộ vàng, em còn size 2, size 3 và size 5 bộ vàng. Rồi chị Loan tiếp mặc được cho em size số 4 nha chị Loan tiếp. Rồi tím cà với trắng hoa tím, ok chị. Cái tím cà 3 cho chị Nguyễn Thị Bé. Lấy màu size 2, chị Yên Bình ơi lấy màu gì size 2? Màu vàng chị Thoảng Mai, cái màu này là màu xanh lá mạ. Hay là chị chốt bộ vàng, màu vàng này là nguyên bộ nha. Vàng này là nguyên bộ nha chị ơi. Vàng này là nguyên bộ. Xanh 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 nào chị Sen Sen? Bộ sẫm chưa may xong chị Sen Sen ơi. Rồi mỗi mặc là áo 100. Yên Bình ơi, cái vàng này là nguyên bộ nha chị, là nó đi với cái quần vàng chứ không có bán áo lẻ cái mẫu này nha. Rồi Thoảng Mai có lấy bộ vàng thì em chốt mới được nha, còn áo vàng không chốt, không chốt được. Nếu mà muốn lấy áo vàng thì em qua áo vàng trơn cho mình lấy nha. Rồi lên cho em màu xanh đen. Màu xanh đen em còn size 234. Màu xanh đen em còn size 234. Màu xanh mã chị, màu xanh lá mã. Màu xanh lá mã. Rồi áo xanh đen em còn size 234. Vậy một cái tím thôi ok chị nha. Rồi em qua mẫu. Đặng Thị Vân mặc cho em size số 4 nha chị. Rồi em lên cho mấy chị áo và ba một màu trơn. Áo và ba một màu trơn 75.000 một áo. Xanh lá mạ là áo lẻ chị. Xanh lá mạ là áo lẻ. Xanh lá mạ là áo lẻ hơn. Rồi cái này là xanh lá nè. Xanh lá còn size 123. Xanh lá size 123 giùm em nha. $100.000 một áo nha chị Không ơi. Đúng rồi chị Thiết Bùi. Màu nào cũng được hay gì? Lấy tính cài. Có xanh riêng, có xanh này, xanh đây lá. Cái cháy cháy. Bốn áo hoặc là hai bộ mới miễn ship nha chị Thiết Bùi. Còn hai áo một quần là không có miễn ship nha chị. Rồi ai chốt cái này lên giùm em là màu xanh lá nha. Xanh lá, xanh lá em còn size 123. Bộ xanh đang treo. Bộ xanh đang treo em hết size 4 rồi nha chị Đặng Thị Vân. Rồi em lên cho mấy chị áo và ba một màu trơn.
lên cho mình áo bà ba một màu trơn nha. Chào chị Hiếu Nguyễn. Không có size 80 tí rồi chị Phương Võ ơi. Rồi mẫu áo trơn em có size cho mấy chị từ 43 kg cho tới 75 kg nha. Áo trơn phối với quần đen trắng 75 ngàn một áo. Rồi cái màu em đang mặc mấy chị lên cho em mã hồng phấn. Hồng phấn em còn đủ size cho mình từ 1 tới 6. Rồi chị nào chốt áo hồng phấn em nha. Đơn giản, chị nào thích đơn giản thì lấy như vậy thôi. Áo trơn mình phối lên với quần đen là đơn giản nhất. Rồi chị nào chốt màu em mặc lên cho em là màu hồng phấn. Áo trơn nha mấy chị. Size 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chấm like bà con ơi. Chấm like tim lên. Chấp thun co giãn mấy chị ơi. Rồi lên cho em mã xanh riêu. Xanh riêu em còn size 2, 3, 4, 5. Xanh riêu size 2, 3, 4, 5 dùm em nha. Lên cho em màu xanh riêu size 2, 3, 4, 5. Cái mẫu này là form nó nhỏ hơn cái mẫu áo thiêu hoa nãy em like nha mấy chị. Chị Hợ Hạnh size 2 chị lấy màu gì, mẫu gì chị ơi. Rồi hồng phấn em còn size từ 1 tới 6 nè, chốt cho em mã hồng phấn. Xanh riêu em còn size 2, 3, 4, 5. Lên cho em màu xanh riêu. Xanh riêu size 2, 3, 4, 5. Rồi lên mã xanh riêu dùm em nha. Xanh riêu em còn size 2, 3, 4, 5. Xanh lá số 2. Lá số 2 là áo thêu đúng không chị? Áo này đúng không chị ơi? Đúng thì ok lên số alo dùm em nha. Áo dài hả chị? Bộ áo dài bây giờ bộ bông thì em còn size 1 với size 2 thôi. Còn bộ màu thì em còn được size 3 với size 4. Mà còn lẻ size ai xem thì em sale luôn cho. Bộ áo dài ai xem em sale luôn cho nha. Rồi ok chị Hạnh lên dùm em số alo nha. Chị Hạnh lên cho em số. Rồi một xanh lá 2 em chốt cho chị Hạnh. Em đặt cái áo trắng. Chị không ơi, chị bao nhiêu ký, bao nhiêu chị lên dùm em đi. Cho em cái chiều cao cân nặng đi ha. Rồi chị Hạnh một áo xanh lá thiêu hoa. Chị Hiếu Nguyễn ơi, bỏ áo dài chị lấy size mấy rồi chị Hiếu Nguyễn? Chị lấy size mấy em coi thử, còn em mới lên được nha, tại áo dài giờ hết rồi. Chị không ơi, chị chốt cái áo trắng mà chị bao nhiêu ký ra bao nhiêu. Em coi còn size thì em mới lấy cho nha. Rồi áo mặc của chị lên cho em mã xanh riêu. 53kg 1m55 hả? Rồi chị mặc cho em size số 2 nha chị, còn số 2 nè. Chị chốt thì lên số điện thoại em chốt luôn. Bấm số điện thoại mình bỏ số 0 đầu, mình gõ chính số sau cho em thôi. Là có đơn nha, còn cái trắng số 2 cho mình. Đây vậy nè. Bao nhiêu ký chị Hiếu Nguyễn? Bộ áo dài size 2 cho mình là 47 tới 52 ký thôi nha. Một hồng phấn số 3 cho chị Thuận Mai. Hồng phấn 3 cho chị Thuận Mai. Rồi một áo trắng số 2 thiêu hoa cho chị Phong. Chị Kim Nhạn, một cam đất, một màu đen, một màu trắng. Bao nhiêu ký, cao nhiêu vậy chị Kim Nhạn ơi? Cho em chị cao cân nặng kèm số điện thoại lên cho em nha. Phí 25 ngàn nha chị Hạnh. Chị Kim Nhạn gì đó, lấy một cam đất, một đen, một trắng. Là mẫu áo trơn em đang mặc đúng không? Chị cho em cái chiều cao cân nặng để em lấy size nha. Rồi lên giùm em màu vàng đi mấy chị. Vàng kèm size 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lên cho em màu vàng nha. Vàng size 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kim Nhẹ người ơi, cho em cái chiều cao cân nặng đi để em lấy size cho mình nha. Rồi ai chốt áo vàng, áo vàng phối với quần đen này của chị nè. Dễ thương, đơn giản dễ thương. Rồi ai chốt vàng lên vàng cho em nha. Vàng size 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vàng kèm size 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lên cho em màu nâu.
Màu nâu nha mấy chị. Màu nâu. Rồi màu nâu em còn đủ size. Màu nâu giùm em nha. Rồi ai chốt vàng lên vàng cả nhà. Vàng kèm size. Mẫu này hả chị, size số 2 là 47 tới 523 kg thôi nha. Mẫu này form nhỏ. Rồi lên cho em màu nâu. Áo nâu, chốt áo nâu giùm em luôn. Chị Kim Nhạn ơi, chốt mình lên giùm em chiều cao cân nặng nha. Em mới lấy size cho mình được. Một cam đất, một đen, một trắng, size số 2. Rồi chị Kim Nhạn lên cho em số alo đi ha. Xem đi chị Nguyễn Hạnh. Bán màu nãy giờ em lên mất có 2-3 màu. Chị xem tiếp đi, chị chưa lên xong mà. Rồi chị Kim Nhạn mặc size 2 cho em số điện thoại chốt nha chị. Lên số điện thoại giùm em nha. Một trắng, một đen và một cam đất. Cam đất. Đây chị là ba áo này size 2 nè. Cam đất nha. Kim Nhạn chốt thì lên số điện thoại giùm em cam đất. Đen nè. Áo em đang mặc 75 ngàn một áo, đen ha. Rồi, trắng nha. Rồi, ba màu chị chốt đó là ba màu này, cam đất, đen, trắng, chốt lên số điện thoại giùm em. Màu đen 63 kg, cao như gì chị đi về ơi. Cho em cái chiều cao luôn. Cho em chiều cao em lấy nha. Rồi, áo em mặc là chốt cho em mã nâu. Nâu kèm size 1, 2, 3, 4, 5 cho em mã nâu. 1, 2, 3, 4, 5, 6 luôn. Lên giùm em chiều cao luôn đi người đẹp. Rồi ai chốt trắng cho em mã trắng. Trắng em còn size 1, 2, 3, 5, 6. Trắng em còn size 1. À trắng em còn size 2, 3, 5, 6 nha mấy chị. Hết size 1, size 4. Áo 75 như chị lâu chừng. Rồi chốt trắng là như em trắng. Trắng size 1, size 2, 3, 5, 6 giùm em. Rồi chốt trắng là trắng cho em nha. Trắng size 2, 3, 5, 6. Lên cho em mã trắng. Rồi em chốt cho chị Kim Nhàn. Một đen, một trắng, một cam đất size số 4, size số 2. Nhiều. Trắng. Cam đất. Cho chị Kim Nhàn. Chị đi VCCI gì đó chị ơi, màu đen 63 kg mà mình không lên chiều cao là em không có chốt đơn nha. Phải cho em cái chiều cao nữa. Rồi trắng. Lên cho em màu đen không? Đen em còn đủ size nha mấy chị. 4 áo mới miễn ship nha chị ơi, 4 áo hoặc 2 bộ giùm em nha. Đúng rồi, chị không là một cái áo trắng thiêu bông nha. 63 kg, 1m56, một size 4 nha chị. Một đen số 4 cho chị đi CI. Rồi áo mặc lên mã đen này ha. Đen cho em nha, size 1 cho tới size 6 màu đen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rồi chốt đen đi với chị ơi. Không có màu xám. Mẫu em mặc không có màu xám chị, có màu nâu thôi. Rồi lên đen nha cả nhà. Đen size 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lên tiếp cho em màu cam đất nè. Rồi cam đất đủ size giùm em từ 1 tới 6. Chốt cho em màu cam đất. Cam đất 1 tới 6 cho em luôn nha. Rồi chị nào thích cam đất lên cho em màu cam đất không chị. Mẫu em mặc là áo lẻ. Mình mặc với quần đen quần trắng giống như em mặc nè. Mét số 5 số 3 kg, eo 78, mặc cho em size 3 nha chị Hân Lâm ơi. Nhã Hân Nhã Lâm. Nhã Hân Lâm. Lâm Nhã Hân, đúng tên rồi chính xác. Lâm Nhã Hân mặc cho em size số 3 nha chị. Rồi ai chốt cam đất lên cho em mã cam đất nha. Cam đất. Rồi lên cho em màu xanh ngọc nè. Xanh ngọc em còn size 2.
xanh ngọc em còn size 2, 3, 4, 5. Bộ đen nguyên bộ chị bé Mai là lấy size nào em coi, còn ô xanh ngọc là em còn size 3, 4, 5 mấy chị. Áo xanh ngọc em còn size 3, 4, 5. Bé Mai ơi, đen nguyên bộ là chị bao nhiêu ký em coi còn rồi em lên cho nha. Rồi xanh ngọc em còn 3, 4, 5. Chốt lên cho mã xanh ngọc. Xanh ngọc 3, 4, 5. 50 kg, 1m50. Bộ đen này em mặc được size số 1 là đen nguyên bộ này 170 nha. Nguyên bộ đen 170. Trắng 3 chốt cho chị Hân Lâm. Chị ơi em đang like áo trơn mà chị chốt ba cái màu đó, áo thiêu là không có nha chị, vậy em xả ra nha. Em đang like là áo trơn mà. Đen trơn hả? Đen trơn nguyên bộ đen thì em phải mặc cho chị size số 2 nha. Đen trơn thì cái mẫu này là chỉ có áo lẻ phối với quần đen lẻ thôi ha. Còn mà em muốn nguyên một bộ đen thì em lấy qua cái mẫu này cho chị là 150 một bộ. Mẫu này thì em phải mặc size số 2 là mẫu này form nhỏ hơn. Là chỉ có bộ đen nút thắt này nha. Em muốn ok thì em lấy, còn không là không còn mẫu đen nào khác nha. Bộ đen này, đen trơn nút thắt như này nha, là 150. Bộ này thì em phải mặc size số 2 cho chị nha, tại vì form nhỏ. Vậy chị Kim Nhàn không có đơn nha chị. Yên Bình ơi, áo xanh ngọc này mặc số 2. Ở xanh ngọc em còn 2 nè, còn như Yên Bình còn số 2 mà đâu tự nhiên quất số 3 vô được chị. Đây đây đây, còn số 2. Trắng 3 cho chị nhỏ hơn 5. Nó mới chị thấy chốt kiểu này chết người không? Em đang like là like áo trơn, mặc đè cái mẫu trơn mà đòi lấy cái là tiêu hoa là có đâu mà lấy như chị. Lẽ ra thì sư phạm tức là áo là màu xanh mạ, còn cái quần là màu đen hoặc màu trắng là tùy chị lấy nha, chứ mẫu đó không phải nguyên bộ nha. Màu xanh mạ là áo lẻ, còn chị không thích thì chị xả cái áo ra giùm em nha, chứ mẫu đó không phải nguyên bộ. Áo giống chị đang mặc màu đen thì nó là áo lẻ phối với quần đen lẻ nha em nha, em nha. Xanh ngọc còn số 2 đó Yên Bình. Su su màu đen 65 kg, cao bao nhiêu ha? Lưu ý giùm em like mẫu nào chốt mẫu đó. Em like mẫu này mà chốt mẫu thiêu hoa rồi xong rồi kêu lấy màu xanh ngọc thiêu hoa là không có đâu nha. Rồi kêu em gửi không lộ, không đúng hàng, lộn hàng là mệt lắm đó. Rồi lên em áo xanh ngọc. Lên giùm em áo tím cà đi mấy chị. Áo tím cà em còn size 2, 3, 4, 5. Áo tím cà em còn size 2, 3, 4, 5. Chị su su 65 kg cao nhiêu? Cho em cái chiều cao nha. Xanh mã lúc nãy chị sư phạm là áo lẻ nha chị. Rồi mình muốn thành bộ là mình lấy quần đen giống như em mặc vậy đó. Rồi lên cho em tím cà. Tím cà còn size 2, 3, 4, 5. Chốt cho em mã tím cà. Tím cà size 2, 3, 4, 5. Su su là mặc cho em size số 4 nha su su. Su su lấy áo đen trơn hay gì? Chốt áo đen trơn là giùm em. Áo đen trơn size số 4 kèm số alo lên giùm em ha. Em chào chị Long Dương. Rồi tím cà em còn size 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Áo trơn 75 ngàn một áo nha mấy chị. Lên tiếp cho em màu hồng tươi. Hồng tươi em còn size 2, 3, 4, 5, 6. Hồng tươi size 2, 3, 4, 5, 6. Rồi chị mình ơi, quần đen thì mới có ống 40, còn quần trắng là chỉ có ống 28 cho tới 32 là ống rộng. Ống 40 là ống xéo nha chị. Là chị lấy cho chị là được thêm một cái xanh ngọc trơn size số 2 với lại một cái quần đen, còn quần trắng nếu mà lấy ống rộng thì có nha. Tại quần trắng nó không có thông dụng nên em không có may nhiều loại ống. Quần đen em mới may nhiều loại ống. Ok chị Xuân Phạm nha. Rồi cái này là gì em, mã hồng tươi. Hồng tươi em còn size 2, 3, 4, 5, 6. Hồng tươi size 2, 3, 4, 5, 6. Rồi chốt hồng tươi lên hồng tươi vậy mấy chị. Size 2, 3, 4, 5, 6. Rồi lên lên cho mấy chị màu xanh bơ. Xanh bơ em còn... Rồi xanh bơ size 2, 3, 4, 5, 6 cho em luôn nha.
quần trắng ống 28-32 nha, size số em size số 2 đúng không? Size số 2 là tầm chừng 30 thôi nha. 32 là có tới size số 5 á. Là quần trắng ống rộng đây nè. Quần trắng là như cái này nè. Ống rộng như này nha. Em ok thì em lấy. Rồi quần trắng rộng, còn quần đen chị đang mặc là quần đen ống xéo. Có nha chị Kim Hương, mẫu em đang mặc gì mà trắng trơn có nha. Rồi áo mặc lên cho em mã xanh bơ, em còn size 2, 3, 4, 5, 6 là màu xanh bơ giùm em nha. Xanh bơ size 2, 3, 4, 5, 6. Trắng trơn đây nè chị. Rồi trắng trơn em còn size 2, size 3 và size 5. Size 2, 3, 5, 6 hết size 1, size 4. Rồi trắng trơn nha. Size 2, 3, 5, 6 hết size 1, size 4. Lên tiếp cho em là màu cam tươi nè. Cam tươi. Cam tươi kèm size cho em nha. Rồi cam tươi em còn đủ size từ 1 tới 6 quý vị. Là quần chạ, quần đen là ống xéo nhưng mà quần trắng là ống rộng nha chị Yên Bình. Rồi chị Xuân Phạm quần ống xéo ok. Rồi lên cho em là màu cam tươi. Cam tươi size 1 cho tới size 6 giùm em một cam tươi. Rồi cam tươi size 1 2 3 4 5 6 mấy chị ơi. Màu cam tươi nha, hồi nãy em lên là màu hồng phấn. Rồi chốt cam tươi lên cam tươi cho em nha chị. Cam tươi size 1 2 3 4 5 6. Chị Lâm Chi mặc cho em size 5 nha. Lâm Chi mặc cho em vừa size số 5. Rồi ai còn xem like không mấy chị, chấm like cho em like tiếp không thì mình hẹn gặp nhau buổi tối nha. Lâu rồi em không có like buổi ngày mấy chị, không có biết lịch, thông báo luôn nha. Từ giờ em like thêm buổi ngày nữa nha mấy chị, là 12 giờ nha. Cái like, lịch like buổi trưa là 12 giờ bắt đầu like, còn buổi tối là bắt đầu 7 giờ rưỡi like nha. Rồi lấy nhà em cam tươi. Cam tươi size 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chị Đỗ Thị Kiều bữa trước đặt hàng rồi mình như chốt đơn không được hết chị Kiều. Áo em đang like là 75.000 một áo, nhanh như gọi không nghe máy hay gì, em thấy mấy bạn xả đơn ra đó. Rồi lên cho em có tím Huế nha chị. Tím Huế hơi bị đẹp mà không sai số 3 là vô hết tím Huế rồi á. À còn rồi để em lên màu tím Huế. Màu này lên giùm em màu hồng cánh sen. Hồng cánh sen em còn size 2, 3, 4, 5, 6 cho em màu hồng cánh sen nha. Chị Thanh Loan mặc cho em vừa size số 6 nha chị. Rồi hồng cánh sen size 2, 3, 4, 5, 6. Hồng cánh sen size 2, 3, 4, 5, 6 nha. Rồi ok chị Yên Bình. Lên giùm em màu hồng cánh sen đi cả nhà ơi. Hồng cánh sen giùm em size 2, 3, 4, 5, 6 nha. Màu tím Huế đây chị. Tím Huế em còn size 2, 3, 4, 5. Rồi tím Huế size 2, 3, 4, 5 giùm em. À, vậy là cái đó chắc đổi ra hay xả ra bớt cái gì. Tại vì em thấy nó xả một hai cái ra. Rồi đây tím Huế này chị. Dạ không? Tím Huế nha. Size 2, 3, 4, 5. Size 2, 3, 4, 5 giùm em màu tím Huế. Rồi chốt tím Huế cho em mặc tím Huế đi mấy chị. Size 2, 3, 4, 5. Tím Huế em hết size 1 thôi. Lên tiếp cho em là màu hồng. Màu hồng ruốc. Rồi hồng ruốc em còn đủ size từ 1 tới 6 nên cho em màu hồng ruốc. Tím Huế 3 cho chị Nhã Lâm. Nhã Hân. Rồi hồng ruốc giùm em. Hồng ruốc nha mấy chị, size 1 tới size 6.
rồi cho chị nhỏ hơn. Chị Nguyễn Mai, quần ống 40 là gọi là hai quần đen ống suông 40 kg, là size số 1 rồi. Ok chị Nguyễn Mai, chị Nguyễn Mai là đâu còn đơn nào ở đây nữa chị, hai cái quần gửi luôn hay sao chị Nguyễn Mai? Rồi áo mặc lên nhà em là màu hồng ruốc nha cả nhà ơi, hồng ruốc giùm em nha. Lên cho mấy chị mấy tông màu đó là em nghĩ nè. Rồi tiếp cho em là màu này là màu đỏ mận. Đỏ mận size 1 cho tới size 6 giùm em mã đỏ mận. Đỏ mận size 1 2 3 4 5 6 nha. Rồi lên đỏ mận giùm em. Đỏ mận size 1 cho tới size 6. Lên em mã đỏ mận không chị? Đỏ mận 1 2 3 4 5 6. Bộ nút thắt phía sau em á là cái đó bán nguyên bộ cho chị ơi, là màu vàng đồng á. Rồi lên cho mấy chị màu cam sữa nữa là em hết màu mẫu này. Đỏ mận, đỏ mận chị. Rồi lên cho em màu cam sữa nha. Đỏ mận kèm size. Mẫu nào mà mấy chị thấy em like mà áo màu mà em mặc với quần đen hoặc quần trắng là cái đó có bán áo lẻ. Còn cái nào mà em lên mà áo với quần nó cùng một màu là bán nguyên bộ đó chị. Rồi cam sữa cho em còn size 2, 3, 4, 5, 6 màu cam sữa. Cam sữa size 2, 3, 4, 5, 6 nha. Rồi chốt cam sữa cho em mã cam sữa. Size 2, 3, 4, 5, 6. Bộ này hả chị? Bộ này có 10 màu chị ơi. 150, bộ đó 150 nha. Rồi cam sữa size 2, 3, 4, 5, 6. Đây chị, cái màu đó là cái màu vàng đồng. Bộ trên cam là cái bộ này nè nha. Màu vàng đồng giùm em nha. Rồi chị là xem lại bộ này em lên lại cho. Đây nha chị. Màu vàng đồng cho em. Đây là bộ bà ba nút thắt trơn. Đó, 150 nha, có 10 màu. Rồi được chưa mấy chị ơi, em nghỉ nha. Hẹn mấy chị mình tối 7 rưỡi hả? Tối 7 rưỡi vô la. Chị Nguyễn Mai ơi, là đơn hai cái quần này đi đơn luôn hay sao chị? Rồi bye bye cả nhà mình nha. Chị Nhã Hân, chút nữa mấy bạn gọi chốt đơn cho mình á, mình dặn mấy bạn lấy giùm em luôn nha chị. Tại tôi like không có soạn quần á. Một áo màu trắng thiêu size số 2 hả chị? Áo trắng thiêu giờ em còn size 3 không mọi người ơi. Áo trắng thiêu em còn 1 với 3 hết size 2 rồi chị đẹp ơi. Em chưa biết nữa chị Suka, không ấy thì chị chờ tối mai đi. Tại ngày mai hàng về thì có thể tối mai em mới like quần váy cho mình coi được. Tại hàng chưa về em không biết là nó là xanh gì. Hình như là xanh lá đó chị. Tiếng cà hai chị Nguyễn Hạnh lên số giùm em đi chị Nguyễn Hạnh. Nguyễn Hạnh lên số alo giùm em nha. Hồng Hà ơi, trắng em còn size 1 và size 3 à chị ơi. Rồi ok Nguyễn Mai. Rồi em xuống like đây, cảm ơn mấy chị mình nhiều nha.